mừng các bạn đến với buổi live stream chia sẻ kiến thức từ chuyên gia được thực hiện bởi nền tảng học trực tuyến kina.vn. Chương trình được phát sóng trực tiếp tại fanpage cộng đồng nuôi dạy con thông minh. Thưa các bạn, hôm nay thì chúng mình là hẹn 3 giờ chiều, nhưng mà vì một số lỗi kỹ thuật và đường truyền nên thực ra là bị trễ 10 phút, thì chương trình cũng xin gửi lời xin lỗi đối với quý phụ huynh và các bạn đã đợi và theo dõi chương trình. Thì mình xin giới thiệu, mình là Thu Hằng, một thành viên của kina.vn, và hôm khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó là cô Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tư vấn của phòng tham vấn tình yêu hôn nhân và gia đình của Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào cô Thúy. Cô Thúy có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình và cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ live stream không ạ? Chào Hằng, xin chào quý vị khán giả đang xem live stream này. Tôi tên là Thúy, tôi là chuyên viên tham vấn tâm lý của Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, và tôi là giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia. Hôm nay chúng ta cùng trò chuyện, ngồi đây trò chuyện với nhau là về chủ đề phòng chống xâm hại cho con. Làm sao để con chúng ta được an toàn khi mà chúng ta thấy dồn dập những tin tức về những vụ xâm hại tình dục trong thời gian gần đây. Thì tôi cũng may mắn là quan tâm đến vấn đề này nhiều năm nay, và tôi có chia sẻ với các bậc phụ huynh cũng như các trẻ ở các địa phương về chủ đề này. Và hôm nay được Kina mời, tôi rất mừng khi mà được đồng hành để có thể chia sẻ với các bố mẹ những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm để chúng ta làm sao để con chúng ta được an toàn, con chúng ta được vui vẻ, hạnh phúc. Đấy là điều mong ước của tất cả chúng ta, đúng không ạ? Trước khi vào chương trình thì ngoài ra ngày hôm nay thì Kina.vn và cô Phạm Thị Thúy sẽ có một số phần quà, và chi tiết phần quà sẽ được post ở trong fanpage của chương trình. Và phần quà đó là học bổng của Kina về nuôi dạy con và cuốn sách cẩm nang phòng tránh xâm hại cho con của cô Phạm Thị Thúy biên soạn. Trong chương trình ngày chúng ta ngày hôm nay thì có hai phần chính. Trong phần 1 đó là phần cô Thúy sẽ trả lời các câu hỏi mà các ba mẹ đã gửi về cho chương trình trước. Và trong phần 2 đó là phần giao lưu với khán giả. Thì trong phần giao lưu với khán giả, các ba mẹ có thể đặt câu hỏi bằng cách comment trong phần live stream. Nếu mà còn thời gian thì cô Thúy sẽ giải đáp các thắc mắc. Và không để các phụ huynh phải chờ lâu thì Thu Hằng cũng xin bắt đầu luôn với phần 1, đó là phần giải đáp các câu hỏi của các phụ huynh đã gửi về cho chương trình trước đó. Câu hỏi đầu tiên đó là câu hỏi của chị Trần Thị Xuân Thảo gửi về cho chương trình như sau. Chào giảng viên, tôi mới có một con gái, năm nay bé 5 tuổi. Khi tắm cho bé, tôi thường xuyên tiếp xúc với vùng kín của bé để thoa xà bông, và con tôi hay cười và bảo rằng nhột. Tôi lo ngại rằng con tôi có cảm giác ở những vùng nhạy cảm quá sớm. Nếu như bé tìm hiểu về vấn đề giới tính sớm, cảm thấy tò mò và có thể bị dễ dàng xâm hại, dụ dỗ, lợi dụng, tôi nên có thái độ như thế nào, cũng như hướng dẫn cách phòng tránh cho trẻ ra sao? Thưa cô Thúy, thì em thấy cái câu hỏi của cô Xuân Thảo này thì em nghĩ là chắc chắn là trăn trở của rất nhiều các bậc phụ huynh, đặc biệt là có những em bé gái. Thì cô Thúy có thể giải đáp thắc mắc cho cô Thảo không ạ? Quả thật là một trong những cái kỹ năng mà chúng ta cần dạy trẻ để trẻ tự bảo vệ chính mình, đó là những cái kỹ năng liên quan tới bảo vệ cơ thể của mình. Và khi mà một đứa bé, một trẻ em khoảng 2 đến 3 tuổi thì chúng ta cha mẹ cũng đã nên dạy về những cái cách mà tự vệ sinh cá nhân. Thì trẻ phải muốn được an toàn thì trẻ phải phân biệt được những cái vùng riêng tư của trẻ, và đấy là vùng kín, vùng riêng tư, và chỉ có trẻ mới có thể là vệ sinh hoặc là có những cái hoạt động liên quan để chăm sóc cơ thể của mình, để bảo vệ cơ thể của mình thôi. Thì đây là bé này của bạn Xuân Thảo đã 5 tuổi, thì 5 tuổi cũng khá là lớn rồi. Thì rất là mong mẹ Xuân Thảo sẽ dạy cho con tự vệ sinh, để trẻ có thể tự rửa vùng kín của mình khi mà tắm hay khi mà đi vệ sinh, để sau này trẻ có thể phân biệt được đó là vùng riêng tư, vùng kín, và không ai có được phép xâm phạm vào, kể cả ba mẹ, kể cả những người thân yêu. Chúng ta biết là 93% những vụ xâm hại trẻ em là người quen của trẻ, và trong số đó thì 47% những vụ đã xảy ra là những người rất là thân với trẻ trong gia đình. Và đôi khi trẻ không phân biệt được đâu là đụng chạm an toàn, đâu là đụng chạm không an toàn. Và có những cái hành vi liên quan tới bộ phận riêng tư của trẻ như là phần ngực, phần mông, phần bộ phận sinh dục, thì trẻ lại nghĩ đó là những cái cử chỉ bình thường như là bố với mẹ vẫn làm cho hàng ngày, tắm cho hàng ngày. Đấy là cái điều mà phụ huynh phải rất là chú ý. Một cái chi tiết thứ hai mẹ nói rất là đúng, khi mà mình người khác cọ rửa cho cái vùng riêng tư đó thì chắc chắn là trẻ sẽ có cái cảm giác. Vì chúng ta biết là những cái vùng sinh dục, những vùng nhạy cảm, bất kỳ ai mà có những cái động chạm thì đều có cảm giác nhột và có cảm giác khoái cảm, cảm giác hưng phấn. Đây cũng là một trong những lý do mà rất nhiều kẻ xâm hại đã lợi dụng cái cảm xúc của trẻ để mà lừa trẻ.
Ví dụ như những đứa trẻ mà thiếu tình yêu thương, những đứa trẻ mà muốn được cái có cái cảm xúc lạ đó, thì nó lại thấy thích cái hành vi đó. Thậm chí là trẻ không có biết đó là một hành vi xấu, không có biết đó là một người đang hại mình, mà nghĩ đó là một người đang yêu thương mình, một người đang mang cho mình một cái cảm xúc rất là quái lạ. Thì đấy là một cái nguy hiểm, và chúng ta là cha mẹ, chúng ta phải ngăn chặn cái hành vi rất là nguy hiểm này. Và đặc biệt là lớn lên, trẻ có thể là tự cảm thấy thích cái cảm xúc mà khác lạ khi người khác, bố mẹ rửa cái bộ phận sinh dục đó, thì trẻ sẽ có những hành vi nghịch bộ phận sinh dục. Và thậm chí là lớn lên chút nữa, ở tuổi dậy thì các em sẽ có những hành vi thủ dâm. Thì tôi đi gặp rất nhiều cha mẹ ở các vùng miền khác nhau, thì họ cũng hỏi tôi câu này là thấy con nghịch cái bộ phận đó nhiều. Thì chúng ta nhớ là đôi khi chính chúng ta trong cái sự vô tình chăm sóc trẻ, rửa ráy cho trẻ, lại làm cho trẻ bị kích thích. Và điều đó là điều rất là không tốt trong cái câu chuyện mà giúp cho trẻ biết tự bảo vệ bản thân, biết phân biệt đâu đụng chạm an toàn, đụng chạm không an toàn. Vậy thì chắc chắn là chị Xuân Thảo và các phụ huynh cũng cần nên lưu ý là chúng ta nên có những cái giáo dục giới tính cho bé từ sớm, và những cái lưu ý cho bé từ sớm. Em xin đến câu hỏi số 2 là đến từ chị Nguyễn Thị Thanh Nghe. Thì chị Thanh Nghe gửi về chương trình với câu hỏi như sau: giảng viên có thể cung cấp tên một số truyện tranh, hình vẽ để dạy cho trẻ nhận biết và tự phòng ngừa khi bị rơi vào tình huống nguy hiểm có thể bị xâm hại? Có rất, hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều những cái bộ sách để bảo vệ cơ thể của bé. Như ví dụ những cuốn về cơ thể con này, ví dụ như cái bộ sách về an toàn cho con yêu của Nhã Nam này, hay là cá nhân tôi thì có một cuốn là năm ngoái tôi xuất bản là cuốn kỹ năng phòng vệ dành cho học sinh, không chỉ là phòng chống xâm hại mà chúng tôi nói đến năm kỹ năng phòng chống bắt nạt học đường, bạo lực học đường đấy ạ, kỹ năng phòng chống bắt cóc, kỹ năng phòng chống trộm cắp lừa gạt, và kỹ năng phòng chống đi lạc, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục. Thì đây cũng là một trong năm món quà mà quý vị sẽ được nhận khi mà tham gia chương trình này. Thì ngoài ra thì cuốn mới nhất mà tôi đang làm đó là cuốn cẩm nang phòng chống xâm hại cho trẻ và cho con mà cha mẹ cần biết trước khi quá muộn. Và một đặc biệt là một đầu cuốn sách này là những bảo bối hiệp sĩ Tani, là phần mà chúng tôi dành riêng cho các bé, do một bé 9 tuổi cùng với nhà báo Đào Trung Nguyên viết bằng những câu thơ, bằng những cái lời văn rất là nhẹ nhàng, đặc biệt là bằng những hình ảnh sinh động, để các bé có vẻ có thể là thích và học được những cách phòng chống xâm hại, có những câu chuyện hết sức cụ thể để trẻ thoát hiểm nữa. Thì rất là mong là có nhiều sách khác nhau trên thị trường, quý vị có thể tìm mua cho con, và mỗi tối chỉ cần đọc với con 1-2 câu chuyện để bảo vệ an toàn thôi là rất là quý rồi đấy ạ. Mưa dầm thấm lâu, quý vị sẽ giúp con mình từ từ sẽ có những cái vốn kiến thức cần thiết để bảo vệ cơ thể mình. Vâng ạ. Thì trong chương trình, ở fanpage chương trình cũng có dành tặng những cuốn sách cẩm nang phòng tránh xâm hại cho con. Thì quý vị có thể chi tiết xem chi tiết ở trong phần live stream ạ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Nguyễn Thị Hai Hằng. Câu hỏi gửi về chương trình như sau: tôi có hai con gái, tôi đã dạy con về quy tắc đầu lót, quy tắc bàn tay, nhưng vẫn không yên tâm trước tình trạng nguy hiểm luôn rình rập ở mọi nơi. Nếu không may một ngày nào đó con là nạn nhân của xâm hại tình dục, thì cần làm thế nào để bảo vệ con, giúp cho con được cuộc sống bình yên trở lại? Cô Thúy, thì theo em thấy thì hiện nay thì trên báo chí nói rất là nhiều về cái vấn đề xâm hại tình dục. Mà em nghĩ là không phải là báo chí bây giờ mới nói, mà cái tình trạng này chắc chắn là đã có từ rất lâu rồi. Có nhiều bé thì khi mà bị, không chẳng may bị như thế này, thì sẽ lâm vào tình trạng đó là bị tự kỷ hoặc là mắc bệnh ám ảnh cho đến khi lớn luôn đó. Thì cô thấy có cách nào để giúp cho chị Nguyễn Hai Hằng và những cái phụ huynh khác có thể có những cái cách bảo vệ con và giúp con có thể trở lại cuộc sống bình yên trở lại được không ạ? Cảm ơn mẹ Hai Hằng đã rất là chu đáo khi mà dạy con về những cái quy tắc ứng xử. Quy tắc năm, quy tắc bàn tay chính là quy tắc của bác sĩ Nguyễn Lan Hải, nói về cái cách giao tiếp của con với mọi người xung quanh. Đó là quy tắc liên quan tới ôm này, đó là những người thân yêu thì được ôm này, những người thân yêu như ba mẹ đó, những người gần gũi trong nhà thì có thể ôm hôn, những người thân trong họ hàng thì có thể nắm tay, những người quen thân như là bạn bè thầy cô có thể bắt tay, những người lạ có thể vẫy tay chào, và những người mà đáng ngại đó, những người mà có hành vi xấu đó là nên xua tay. Và quy tắc đồ lót là liên quan tới cái khu vực riêng tư của trẻ, và trẻ phải biết đây là khu vực cấm và không ai được phép động vào, kể cả ba mẹ hay là bác sĩ cũng chỉ được phép thăm khám khi mà trẻ có vấn đề về bệnh tật. Và kể cả bác sĩ muốn thăm khám vùng đồ lót của con thì cũng phải có sự chứng kiến của ba mẹ, có sự cho phép của ba mẹ. Và khi ba mẹ hay bác sĩ muốn khám vùng đó thì cũng phải giải thích cho trẻ là vì sao phải kiểm tra. Còn lại đó là cái vùng hoàn toàn riêng tư và chỉ có con mới có quyền chăm sóc và bảo vệ vùng đó thôi.
thì đấy là một cái mà mẹ Hai Hằng đã làm rất là chu đáo. Tôi tin rằng là các mẹ quan tâm đến con và chu đáo dạy dỗ con thì cái khả năng con bị kẻ xấu làm tổn thương đến cơ thể thì không nhiều. Nhưng chúng ta lo lắng là đúng, vì mọi cái nguy cơ có thể đến với bất kỳ ai. Thậm chí là người lớn chúng ta ở một số nước cũng đã có những câu chuyện là người lớn bị xâm hại rồi, chứ không phải chỉ là trẻ con. Trẻ con thì là nhỏ bé và yếu thế hơn, càng dễ bị những cái kẻ xâm hại là những cái kẻ mà là người lớn xấu, rất là có bệnh hoạn đó, thì họ sẽ tìm mọi cơ hội tấn công khi mà họ ở riêng với trẻ một mình, hoặc khi mà họ có cái cơ hội lợi dụng trẻ. Thì chúng tôi được tiếp xúc với những người đã bị xâm hại thì họ tâm sự rất là đau lòng. Và chính vì thế mà đây là lý do tôi làm cuốn sách này. Trong cuốn sách này có đến 4-5 ca mà tôi chia sẻ những cái bức thư, những cái tâm sự của những người đã từng bị xâm hại, để chúng ta thấy là cái tác hại của xâm hại nó kinh khủng như thế nào. Và để cho một người mà có thể chữa lành được cái vết thương bị xâm hại thì cần rất là nhiều thời gian. Và lưu ý với các bậc cha mẹ là cái hậu quả của xâm hại, tôi nói một chút xíu, là nó vô cùng lớn. Những cái tổn thương có thể là ngay cơ thể chất của các con. Ví dụ như các con thường có thể bị những cái vết chảy xước, có những cái vết đánh đập, thậm chí là có trẻ bị giết sau khi mà cái kẻ xâm hại đó đã làm xong hành vi. Và gần đây nhất ở Quảng Trị chúng ta biết là một người hàng xóm đã xâm hại một em bé và đã ném xuống ao, mà may sao mà em bé lại bơi lên được, về nhà được để mà tố cáo kẻ xấu đó. Rồi những câu chuyện mà hiếp dâm xong và giết trẻ thì chúng ta đã thấy, như là điển hình như vụ bé Nhật Linh ở Nhật Bản, thì những cái hậu quả đấy là những hậu quả rất là kinh khủng. Và gần đây nhất hôm 20 tháng 6 thì có tin về một bé ở Thanh Hóa đã bị hàng xóm xâm hại và đến có thai tháng thứ 6 cha mẹ mới biết. Thì đấy là một trong những hậu quả của trẻ bị xâm hại, là có thai ngoài ý muốn hoặc có thể lây truyền các bệnh qua đường tình dục, bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục. Thậm chí là bé trai đã bị xâm hại, và trong một trường hợp đã được đăng trên báo Phụ Nữ, do bác sĩ Công Khanh nói trên báo Phụ Nữ là có một em trai đã bị xâm hại và ở vùng hậu môn và đã lây HIV. Thì chúng ta thấy là đấy là những cái tổn thương về cơ thể. Thế còn cái tổn thương về tinh thần thì khủng khiếp vô cùng. Những người tâm sự với tôi họ nói là 20 năm nay rồi họ như là đá đeo ở trong lòng ạ. Họ không dám tâm sự với ai, họ không dám nói ra. Họ luôn luôn cảm thấy họ là một người xấu, gọi là một người bẩn, một người không đáng, không còn giá trị nữa khi mà họ bị xâm hại. Rồi những cái cảm xúc như là mặc cảm về bản thân, rồi lãnh cảm trong quan hệ tình dục với người khác. Rồi khi mà lấy vợ lấy chồng thì cảm thấy không có hạnh phúc, không tìm được cái hạnh phúc trong đời sống lứa đôi, trong quan hệ ái ân với chồng hay vợ. Thì tất cả những cái điều đó là những cái hậu quả kinh khủng và chúng ta không thể hình dung ra hết được đâu ạ. Xin chúng ta hãy đọc những cái tâm sự đó để chúng ta sẽ hiểu cái nỗi đau của nạn nhân đến mức nào. Và để có thể giúp cho nạn nhân, nếu như một đứa trẻ nào đó ở trong cái tình trạng mà bị xâm hại rồi mà có thể chữa lành được vết thương á, thì chúng ta cũng phải lưu ý là cái vết thương, cái tổn thương này nó nặng hay nhẹ, nó tùy thuộc vào lứa tuổi của trẻ nữa. Đôi khi có những trẻ nhỏ quá mà khi bị xâm hại thì cũng chưa tổn thương gì nhiều, nhưng mà lớn lên thì những cái trong tiềm thức của trẻ nó mới gây ảnh hưởng về lâu về dài, chứ không phải là ngay lúc đó. Các bé có thể quên đi rất là nhanh nhưng mà sau này mới bị ảnh hưởng. Còn những trẻ mà lớn hơn, nó có ý thức rồi thì nó bị xâm hại thì nó sẽ tổn thương ngay lập tức. Có những đứa trẻ sẽ có thể không chịu đựng được, đã tự tử, như là em bé ở Cà Mau chẳng hạn. Thì những em bé này rất rất cần được bố mẹ và những người có chuyên môn giúp đỡ. Và cái người giúp đỡ con tốt nhất là bố mẹ. Bố mẹ phải là cái người mà đồng hành cùng với con, ở bên con, cách ly khỏi con khỏi cái kẻ xâm hại đó, tố cáo kẻ xâm hại đó, để con thấy rằng mình là nạn nhân thôi, còn kẻ đó là kẻ đáng bị trừng trị và pháp luật còn phải trừng trị họ. Thì đấy là một cái điều mà cha mẹ cần làm, và đặc biệt là luôn luôn ở bên con để mà khích lệ tinh thần, cũng như là để cho con thấy là dù con có bị như thế nào, dù con có bị tổn thương ra sao thì bố mẹ vẫn yêu quý con. Và cái hành vi yêu thương, cái cử chỉ yêu thương, cái lời nói yêu thương của cha mẹ lúc này vô cùng quan trọng. Cha mẹ có thể nói là con là nạn nhân và cái kẻ đó là kẻ xấu. Rất nên tránh là cha mẹ đổ lỗi cho con, tại con thế này, con thế kia thì con mới bị, hay là có những cái lời la mắng chửi con khi mà con đã chót đi đâu chơi nơi vắng vẻ mà bố mẹ đã dặn là không được đi chẳng hạn, hay là con đã chót nhận quà người lạ mà bố mẹ đã dặn đi lại là không được chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đó khi trẻ đã bị xâm hại thì sẽ làm tổn thương trẻ thêm một lần nữa. Và đặc biệt là nếu được thì hãy cùng với trẻ nó ghi nhận lại tất cả những cái lời khai của trẻ, lời kể của trẻ, đặc biệt là tất cả mọi chứng cứ. Chúng ta phải giữ tất cả những chứng cứ, như là quần áo này, như là những tình trạng cơ thể của trẻ. Thậm chí là luật sư khuyên là khi mà bố mẹ phát hiện ra con có cái chuyện này là ngay lập tức là đưa trẻ đến cơ quan chức năng, công an, hoặc đặc biệt là đến y tế để khám và thăm khám, cũng như là
xin phép là có báo cáo cái sự việc này và người ta sẽ có những cái trình tự lưu lại toàn bộ chứng cứ để sau này có những cái bằng cớ để đưa ra tòa, thì khi đó con chúng ta mới được bảo vệ khỏi cái câu chuyện là bé bị tổn thương khi mà cái kẻ xâm hại đó đã không bị trừng trị. Thì tất cả phải có bằng chứng, nếu không có bằng chứng thì rất là khó đưa cái kẻ xấu ra tòa. Hơn nữa nếu chúng ta im lặng trước kẻ xấu, chúng ta không tố cáo, thì cái nguy cơ kẻ xấu đó sẽ tiếp tục xâm hại con chúng ta. Những cái tình huống mà chúng tôi được biết thì hầu hết những kẻ xâm hại trẻ là người quen á, thì thường xâm hại trẻ rất là nhiều lần. Và thường là do là trẻ giấu, trẻ không dám nói với cha mẹ, cho nên cha mẹ không biết để cách ly trẻ khỏi kẻ đó. Hoặc là cái kẻ xấu đó lại có cơ hội đi xâm hại nhiều trẻ khác nữa. Thì chúng ta nhớ là tố cáo kẻ xấu rồi bảo vệ con mình, rồi nhờ những người chuyên môn giúp đỡ con mình, đặc biệt là chuyên viên tham vấn tâm lý có chuyên môn về vấn đề này, họ sẽ hỗ trợ đồng hành cùng gia đình. Bố mẹ cũng cần được hỗ trợ, đặc con thì càng cần được hỗ trợ. Cái quá trình mà giúp cho trẻ chữa lành cái vết thương lòng là một quá trình không hề đơn giản. Thì rất là mong chúng ta nhớ là luôn luôn có những người ở bên cạnh chúng ta. Chỉ cần chúng ta lên tiếng, chỉ cần chúng ta biết cách nhờ người giúp đỡ thì con chúng ta sẽ được động viên khích lệ cũng như là vượt qua được cái nỗi đau rất là lớn này. Vâng, cảm ơn cô Thúy đã trả lời rất là chi tiết về câu hỏi của chị Hai Hằng. Câu hỏi tiếp theo đó là đến từ chị Trần Thụy Vân gửi về cho chương trình như sau. Cô cho con hỏi làm sao để nhận biết bé bị xâm hại tình dục, nên làm như thế nào để bé hiểu và tránh xa những người có ý định xâm hại đến bé. Cảm ơn cô. Trong câu hỏi của bạn Thùy Vân thì có hai ý đó. Ý thứ nhất là liên quan tới là làm sao để biết là bé có thể đã bị xâm hại. Thì điều này thì chúng tôi rất là tha thiết mong các quý vị phụ huynh, không gì bằng là chúng ta phải dành thời gian cho con mỗi ngày, quan sát con, chơi cùng con, trò chuyện cùng con. Thì bất kỳ một cái dấu hiệu bất bình thường nào của con chúng ta cũng nhận ra. Trong đó có thể là những nỗi buồn trong học tập, đó có thể là chuyện bắt nạt ở trường, đó có thể là một cái khó khăn nào đó trong học tập, chứ không chỉ là xâm hại. Chúng ta biết là trẻ luôn luôn có thể gặp những cái khó khăn. Vậy thì chúng ta là người dành thời gian cho con, quan sát con, nói chuyện cùng con mỗi ngày, đưa đón con đi học về và trò chuyện cùng con mỗi khi con đi ngủ, thì là lúc chúng ta có thể phát hiện ra. Còn nói sâu về cái vấn đề xâm hại thì tôi thấy là nếu cha mẹ quan tâm thì chúng ta sẽ thấy những dấu hiệu như sau. Dấu hiệu thứ nhất là dấu hiệu về thực thể. Thì chúng ta thấy những đứa trẻ mà bị xâm hại thì thường là có những cái liên quan tới như là quần lót có những cái vết máu chẳng hạn, hay là cơ thể có những vết bầm tím, bộ phận sinh dục bị đau, trẻ kêu đau, để đi tiểu tiện cũng bị đau, đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn. Rồi đấy là cái biểu hiện ở bên ngoài cơ thể. Thế còn cái biểu hiện về mặt cảm xúc, thái độ, tình cảm á, thì những đứa trẻ này tự nhiên nó có thể xa lánh một ai đó, nó có thể sợ sệt, nó có thể bị giật mình khóc thét trong đêm, nó có thể bị mơ thấy ác mộng, nó có thể tự nhiên nó sợ bất kỳ, sợ một người nào đó cụ thể, không dám giao tiếp với ai, thậm chí là cách xa với cha mẹ luôn, thu mình trong phòng, không tắm rửa, không chăm sóc cơ thể. Thì đấy là những cái biểu hiện rất là nặng. Thế còn những biểu hiện có thể nhìn thấy như là trẻ buồn chán này, trẻ thất vọng này, trẻ không chịu ăn này, hoặc tự nhiên là trẻ lại ăn rất là nhiều này, hay là trẻ tự nhiên lại có những cái lời nói, có những hành vi lạ liên quan tới những cái bộ phận riêng tư của cơ thể của mình, hay là thậm chí là trẻ có những cái câu hỏi, những cái cử chỉ liên quan đến những cái biểu hiện như là quyến rũ người khác, hoặc là lại thích tò mò về cái chuyện người lớn chẳng hạn. Thì tất cả những cái biểu hiện khác lạ đó của con, cha mẹ có thể là chỉ những cha mẹ nào dành thời gian cho con thì mới quan tâm đấy thôi. Câu chuyện ở Thanh Hóa mà mới báo chí mới đăng hôm 26 vừa rồi, rất là tiếc là con đã bị xâm hại và có thai 6 tháng mà cha mẹ cũng vì bận rộn quá ít quan tâm đến con mà đã để xảy ra tình trạng này. Thì chúng ta nhớ là càng quan tâm đến con chi tiết bao nhiêu thì chúng ta càng giúp con vượt qua mọi những cái khó khăn trong cuộc sống, trong đó có những câu chuyện bị xâm hại. Ý thứ hai của bạn Thùy Vân là liên quan tới là làm thế nào để bé hiểu, tránh xa những người có ý định xâm hại bé. Thì đây là một câu hỏi rất là hay. Chúng ta nhớ là phòng hơn chống, chứ để mà tình trạng mà đã bị xâm hại rồi thì đấy là một cái câu chuyện vô cùng đau lòng. Và tất nhiên trong tất cả chúng ta không ai muốn là bất kỳ đứa trẻ nào trên đời này bị gặp phải cái vấn nạn này nữa. Đấy cũng là lý do tại sao chúng tôi tích cực làm về vấn đề này, tích cực viết sách cũng như chia sẻ vấn đề này. Và cái câu chuyện mà làm sao để phòng, đấy là câu hỏi quan trọng nhất. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là 5 cái báo động mà UNPA đã đưa ra, tôi thấy rất là hay. Chúng ta nhớ là chúng ta phải dạy trẻ là bất kỳ ai có 5 báo động sau đây thì đó là người xấu và con phải tránh xa. Bất kỳ ai có 5 loại hành vi sau đây con hãy nói không, và con chạy đi và con về con nói lại với cha mẹ.
cái điểm mà rất là quan trọng, đó là chúng ta phải nhớ, bản thân chúng ta phải nhớ đó là cái kẻ xâm hại trẻ ấy, nó không phải là một cái người xa lạ gì đâu ạ, mà là những người rất là thân quen, rất gần gũi với trẻ, thậm chí là những người trẻ ngưỡng mộ, trẻ yêu quý. Cho nên vì thế mà trẻ chỉ có thể phân biệt được ai là người xấu, ai là người tốt dựa trên 5 loại hành vi sau mà UNPA có đưa ra là 5 báo động. Báo động thứ nhất là báo động mà nhìn. Tất cả những ai mà nhìn vào bộ phận riêng tư của con, hoặc nói con nhìn vào bộ phận riêng tư của họ, hoặc cho con xem tranh ảnh có vùng riêng tư của người khác, tức là ảnh khỏa thân, ảnh ở hàng đấy ạ, thì đấy là những cái người có hành vi xấu, dù đó là ai, dù đó là bất kỳ ai thì liên quan đến báo động nhìn thì cũng là xấu. Chúng ta biết là mọi cái hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em á, là liên quan đến bộ phận riêng tư của trẻ, bộ phận sinh dục của trẻ, đó là vùng ngực, vùng mông và vùng bộ phận sinh dục. Thì cái đấy là báo động nhìn, tất cả mọi hành vi nhìn bộ phận riêng tư của trẻ, nói trẻ nhìn bộ phận riêng tư của cái kẻ đó, hoặc cho trẻ xem tranh ảnh phim có cái vùng riêng tư người khác họ ra, thì đấy là kẻ xấu. Cái báo động thứ hai là báo động nói. Thì cái kẻ này sẽ nói những cái từ ngữ, nói những cái ngôn ngữ tục tĩu liên quan đến bộ phận sinh dục của trẻ cũng như bộ phận sinh dục của người đó. Dù trẻ nghe, xem những cái phim, những cái chuyện có cái hành vi quan hệ tình dục của người lớn đó. Đấy là báo động nói. Báo động thứ ba là báo động sờ chạm, là những kẻ mà có những cái hành vi đụng chạm, chúng tôi gọi là đụng chạm không an toàn đó, vào vùng riêng tư của trẻ. Ví dụ cố tình đụng chạm ngực trẻ, cố tình đụng chạm vào vùng đồ lót của trẻ, là quần lót, áo lót của trẻ, vùng mông của trẻ đó, thì đấy là những cái vùng nhạy cảm và tuyệt đối không ai được phép. Những người tử tế lịch sự không bao giờ làm như thế với người khác. Thì những kẻ xấu đó có thể là bất kỳ ai, đó có thể là một thần tượng của trẻ, một thầy giáo của trẻ, thậm chí là một người anh em họ, chú họ trong nhà. Thì nếu có cái đụng chạm này, đó là kẻ xấu, thì con phải nói không, chạy đi và về nhà kể lại với cha mẹ. Và cái báo động thứ tư đó là báo động ôm. Thì người này có cái hành vi ôm ấp, sờ soạng, có những cái cử chỉ bất thường với cái vùng riêng tư của trẻ, vùng đồ lót của trẻ. Và báo động cuối cùng đó là báo động một mình hay là báo động bắt cóc. Báo động một mình là những cái kẻ mà rủ trẻ đi chơi với họ một mình, rủ trẻ vào phòng kín với họ một mình, rủ trẻ có những sang nhà họ chơi khi họ có một mình. Thì những cái kẻ xấu này luôn luôn lợi dụng cái cơ hội một mình với trẻ để mà làm những cái hành vi tấn công cơ thể của trẻ, tấn công vùng riêng tư của trẻ để thỏa mãn thú tính. Thì đấy là một cái chi tiết rất là quan trọng, mà cái báo động một mình này rất quan trọng. Rất nhiều trẻ là chỉ vì chủ quan thôi. Ví dụ như là cái chuyện đón trẻ về chẳng hạn, nhiều trẻ là bố mẹ không có nhờ nhưng lại sẵn sàng đi theo một chú, một bác, một anh nào đó. Khi mà chú đến trường nói là con về với chú, bố mẹ con bận, thì đấy là một báo động một mình. Trẻ đi với một người dù là quen hay lạ nhưng mà không hề có được sự cho phép bố mẹ, thì đó là báo động một mình. Chúng ta biết cái vụ bắt cóc mà đã giết người diệt khẩu là ở Bình Thuận, là cậu bé đã đi theo một cậu thanh niên là bạn của anh trai mình mà không hề được ba mẹ nói là cho anh ấy đón. Thì tất cả những cái đó nếu chúng ta dạy trẻ thì trẻ sẽ được an toàn. Năm cái hành vi báo động này chính là năm hành vi mà chúng ta phải dạy trẻ mỗi ngày, thường xuyên liên tục, để trẻ phân biệt được bất kỳ ai có bất kỳ một hành động nào, nói, nhìn, sờ chạm, ôm, dù con đi đâu mà một mình, liên quan tới vùng riêng tư của con, thì đều là người mà con phải tránh xa. Trong cái trong cuốn sách này, cái phần mà hiệp sĩ Tani đó, những bảo bối hiệp sĩ Tani đó, thì có một cái chi tiết mà Tani kể là bạn này bạn ấy sang nhà hàng xóm chơi, bình thường vẫn sang chơi xem phim Conan, và hôm đó thì cái người bạn của bạn đấy không ở nhà, chỉ có mỗi ba bạn ở nhà thôi, thì bạn ấy vẫn hồn nhiên, đấy là báo động một mình, nếu trẻ biết thì trẻ đã về ngay rồi, nhưng trẻ vẫn hồn nhiên sang chơi, ngồi chơi, bác ấy mở cho con xem Conan, còn bác ấy xem đồ trên phim ảnh trên iPad. Thì một lúc sau thì bác ấy rủ là cháu ơi cháu đến đây xem với bác. Thì cô bé này mới nhìn thấy cái hình khỏa thân ở trên cái iPad của bác hàng xóm. Thì may quá lúc này cô bé đã thấy nguy hiểm và cô bé đã ù té chạy về nhà. Đó, thì nếu mà trẻ mà biết được cái báo động một mình ngay từ đầu thôi, thì trẻ đã có thể là thấy không có ai nhà, mình bác trai nhà thì mình nên về rồi, chứ mình cũng không nên ở đó. Rồi cái cũng may, cũng mừng là bé này đã nhận diện được là đó, cái người đó đang xem những cái hình ảnh khỏa thân. Thì với bố mẹ đã từng dạy đó, ai như vậy là xấu, thì bé đã chạy về. Vì thế mà bé đã thoát được cái lần nguy hiểm đó. Thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi trẻ mà ý thức rõ năm cái báo động này trong cuộc sống thì trẻ sẽ được an toàn. Theo em nghĩ thì các bậc phụ huynh thì nên lưu ý là hãy biết là rằng cuộc sống rất là bận rộn, nhưng là hãy dành thời gian để quan tâm, để tâm sự với con nhiều hơn, để có thể biết được những cái dấu hiệu lạ của con, để có thể là nhanh chóng nhất bảo vệ con mình. Và nên lưu ý và dạy dỗ con những cái báo hiệu như cô vừa mới nói rất là mong quý vị phụ huynh sẽ lưu ý những cái vấn đề này Câu hỏi tiếp theo là của chị Nguyễn Thị Kim Thoa gửi về chương trình như sau.
con em năm nay 12 tuổi là năm những em không biết cách nào nói về giới tính cho bé hiểu. Mong giảng viên trả lời cho em nha. Cảm ơn giảng viên nhiều. Cảm ơn mẹ Kim Hoa đã hỏi vấn đề này. Quả thật giáo dục giới tính chính là gốc để mà phòng tránh về xâm hại tình dục, và đặc biệt liên quan tới sau này câu chuyện yêu đương rồi quan hệ tình dục sớm rồi có thai ngoài ý muốn. Nếu chúng ta muốn con chúng ta tránh xa những nạn đó thì chúng ta phải quan tâm giáo dục giới tính cho con từ bé. Riêng câu hỏi của bạn thì là hai vấn đề rất là lớn, thì rất là mong mẹ Kim Hoa sẽ lên trang kina.vn. Tôi có hai khóa học dạy về giáo dục giới tính trên đó, là giáo dục giới tính cho con từ 0 đến 6 tuổi, một khóa học cũng khoảng hơn 2 tiếng, và một khóa học là giáo dục giới tính cho con tâm lý tuổi dậy thì và giáo dục giới tính cho con tuổi dậy thì, cũng khóa học cũng hơn 2 tiếng. Nên trong ít phút live stream thì không thể nói cụ thể được, chỉ muốn nhấn mạnh rằng câu hỏi của bạn rất là hay, và giáo dục giới tính cho con là điều cần thiết số 1 đấy ạ. Tất cả những gì chúng ta đang nói với nhau đây để phòng tránh xâm hại đây chính là giáo dục giới tính. Dạy cho con biết tôn trọng cơ thể của mình, dạy cho con biết bảo vệ cơ thể của mình, dạy cho con biết chăm sóc cơ thể của mình, dạy cho con những cái báo động nguy hiểm liên quan cơ thể của mình, dạy cho con biết tôn trọng cơ thể của mình và tôn trọng người cơ thể của người khác, dạy cho bé trai biết bảo vệ bản thân, nhưng cũng là sau này bé lớn lên bé tôn trọng cơ thể người khác, thì chúng ta cũng ngăn bé trai trở thành tội phạm xâm hại. Đôi khi có những bé hoàn toàn không hiểu biết, chỉ là bắt chước người lớn, bắt chước phim ảnh thôi mà đã xâm hại ngay chính em gái của mình, ngay chính bạn gái của mình mà không hề biết là mình đang phạm tội. Thì tôi rất là mong là chúng ta hãy quan tâm đến giáo dục giới tính cho cả bé trai và bé gái. Chúng ta biết là câu chuyện xâm hại này là bé gái tỷ lệ tuy nhiên là cao hơn bé trai, nhưng bé trai tỷ lệ cũng không kém đâu ạ. Theo nghiên cứu của UNPA thì họ đã thống kê là cứ khoảng 6 bé trai thì có một bé có thể bị xâm hại, cứ 4 bé gái thì có một bé bị xâm hại. Nên chúng ta hết sức là lưu ý là dạy giáo dục giới tính là dạy cho cả bé trai bé gái, dạy cách tôn trọng cơ thể của mình và của người khác, dạy cách biết cách giao tiếp lịch sự và an toàn với mình và với người khác. Thì đấy là cách mà chúng ta đang giúp con phòng tránh xâm hại tình dục. Dạ vâng, cảm ơn cô Thúy. Em xin đọc câu hỏi tiếp theo của chị Trần Thị Hồng Mai gửi về cho chương trình. Tôi dạy cho con những điều cơ bản để tránh bị xâm hại tình dục. Khi nói đến con phải thế này, con không được thế kia, vì có thể người đó sẽ xâm hại con. Con tôi hỏi xâm hại là gì, xâm hại tình dục là gì, sao người đó lại muốn xâm hại con, tôi phải trả lời thế nào cho bé 6 tuổi hiểu được ạ? Quả thật là câu hỏi này của mẹ Hồng Mai hỏi rất là thực tế với các bé đấy ạ. Khi mà tôi đi làm các chương trình với các trẻ ở các trường á, các trẻ cũng hỏi tôi y như vậy. Xin phép là được đọc một cái định nghĩa rất là cụ thể của UNICEF để chúng ta biết là vấn đề này đã rất được quan tâm và đã có một cái định nghĩa rõ ràng thế nào là xâm hại tình dục. Chúng ta thường hiểu một cách nôm na là xâm hại tình dục là những cái hành vi liên quan đến tính dục mà người lớn muốn thỏa mãn thú tính với trẻ em. Thì cái định nghĩa cụ thể như sau: xâm hại tình dục trẻ em là mọi hành vi lôi kéo trẻ vào các hoạt động liên quan đến tình dục mà trẻ không đủ khả năng hoặc không hiểu hoặc không đủ tâm thế để đưa ra những quyết định đối với hành vi này, hoặc các hành vi đó vi phạm đến pháp luật hay các giá trị văn hóa của cộng đồng sở tại. Đấy là định nghĩa chung của UNICEF. Và ở Việt Nam chúng ta thì luật trẻ em mới nhất có hiệu lực ngày 1 tháng 6 năm 2017 đó, thì đã có quy định rõ là trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục. Và trong những luật như luật hình sự chẳng hạn thì quy định rất là rõ nếu mà quan hệ tình dục với trẻ dưới 16 tuổi là đã vi phạm luật, vi phạm tội này, xâm hại tình dục, và sẽ phải chịu rất nhiều những hình thức thích đáng như là từ 7-15 năm tù, 20 năm tù, chung thân, thậm chí là tử hình nếu đó là một cái hành vi gây đặc biệt gây nguy hiểm. Thì chúng ta biết là xâm hại tình dục là những cái hành vi liên quan tới những cái hoạt động tính dục mà người lớn áp đặt lên trẻ con. Và chúng ta biết là luật pháp Việt Nam cũng như tất cả mọi người dân Việt Nam, đạo đức của người dân Việt Nam rất coi trọng đó là tôn trọng cơ thể của trẻ, chống lại mọi cái hành vi mà xâm hại cơ thể của trẻ. Một câu hỏi khác cũng rất là thực tế đến từ chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh. Câu hỏi gửi về chương trình như sau: tôi đã tham gia một số các khóa học bảo vệ con và cũng đã áp dụng để giáo dục cho con vấn đề này. Tuy nhiên tôi không biết nói sao cho bé hiểu là không nên để những người khác ôm hôn, nựng nịu mình, dù đó là những người khá thân như chú bác, thầy giáo tiếng Anh nè. Vì khi tôi nói là không nên vì A, B, C, nhưng mà như là đã được dạy thì cháu lại có vẻ giận dỗi rồi bảo là mẹ không muốn người khác yêu thương gần gũi con nè, cô chú đó thương con mới ôm hôn con chứ. Vậy thì lần sau con cứ xô ra để họ ghét con luôn nhé. Tôi bảo là họ có thể ôm con nhưng đừng để họ đụng chạm vào những chỗ như là ABCD nè. Thì cháu lại hỏi là vì sao mẹ? Tôi bảo vì đó là những chỗ riêng tư. Cháu liền nói là vậy mai mốt cha mẹ cũng đừng ôm hôn con nữa nhé. Và sau đó cháu phản ứng thật vậy đấy. Cụ thể là né tránh luôn, hất tay ra khi vợ chồng tôi muốn thể hiện tình cảm.
tôi cũng không biết làm sao, xin được giúp đỡ. Cảm ơn chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh. Yeah. Tâm sự của chị và trong cái trao đổi với cháu rất là thú vị, và đây là một vấn đề thực tế đó. Bây giờ hiện nay là nhiều cha mẹ lo lắng quá cho nên dạy con nó cũng hơi mang tính hù dọa nhiều và làm cho trẻ sợ. Cha mẹ lo lắng thành ra truyền cái lo lắng cho con một cách không cần thiết. Thực ra chúng ta nhớ là câu chuyện phòng chống xâm hại cho con là câu chuyện giúp cho trẻ biết cách giao tiếp với người khác một cách an toàn, chứ không phải là để cho trẻ sợ rằng đụng đâu cũng có tội phạm, đụng đâu cũng có người xâm hại mình. Không có. Cái chi tiết mà bé nói là tại sao lại không cho người khác ôm hôn bé là một cái chi tiết rất là hay. Và chúng ta cần phải dạy trẻ là về đụng chạm an toàn, đụng chạm không an toàn. Nếu một người gần gũi ông bà chú bác yêu thương con theo một cái đụng chạm an toàn, như là con cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi mà được hôn vào má, được ôm vòng tay ôm, được vuốt tóc, được chạm vào tay, được nắm tay, thì đấy là những đụng chạm hoàn toàn an toàn và hoàn toàn là rất là tốt trong mối quan hệ thân thuộc, họ hàng, tình cảm rất quý. Vì chúng ta biết là con chúng ta sau này cái kỹ năng giao tiếp, cái mối quan hệ xã hội nó sẽ quyết định cái sự thành công hạnh phúc của cháu. Một nghiên cứu mới nhất của Đại học Harvard cho thấy là con người ta hạnh phúc là nhờ cái sự gắn kết của các mối quan hệ xã hội, cái chất lượng mối quan hệ xã hội. Và trong đó thì những mối quan hệ gần gũi nhất của trẻ là người thân trong nhà, là cha mẹ, ông bà, chú bác, cô dì, anh chị em họ hàng. Nên chúng ta mà dạy trẻ xa cách mọi người theo cái cách mà theo kiểu nhìn đâu cũng thấy tội phạm như thế là không nên. Nhưng mà chúng ta dạy con là những cái hành vi giao tiếp rất là lịch sự như thế rất là tốt, và con nên khuyến khích, con cũng bày tỏ với người khác và cho người khác bày tỏ với con. Trừ những ai mà con không thích thì con có quyền nói không. Kể cả trong trường hợp mà người khác muốn hôn vào má bé, mặc dù cái hành vi đó không có phải là một cái đụng chạm không an toàn, nhưng nếu trẻ không thích, trẻ có quyền nói không và người lớn phải tôn trọng. Đấy là một cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là khi mà dạy con về năm báo động đó, thì chúng ta nhớ là dạy cho con biết là đấy là năm hành vi xấu, nó liên quan đến bộ phận riêng tư của con. Và bộ phận riêng tư của con ai đụng vào đó là liên quan tới cái cơ thể, cái sự riêng tư cơ thể con là của con, không ai có quyền chạm vào. Và cái vùng riêng tư này là vùng bí mật, vùng mà phải che đi để đảm bảo cái sự lịch sự của chúng ta trước mặt người khác, và cũng là một cái vùng mà cơ thể con nó thuộc về cái quyền sở hữu của con được quyền kiểm soát, con được quyền với nó, người khác không có quyền. Thì khi mà người khác đụng vào như vậy thì người ta có nguy cơ rằng người ta sẽ xâm hại. Và chúng ta lúc đấy nếu trẻ hỏi quá kỹ về vấn đề này, chúng ta mới kể ra một số câu chuyện. Một số bạn đã để cho chú sờ vào vùng đồ lót chẳng hạn, không phản đối, không la lên, không chạy đi, và sau đó đã bị xâm hại. Đã, thì cái câu chuyện mà chúng ta nói với trẻ xa gần về câu chuyện tình dục, xa gần về mối quan hệ nam nữ, xa gần về câu chuyện hiếp dâm thì hết sức là thận trọng, và chỉ khi nào thật sự cần thiết, tùy lứa tuổi của trẻ mà giải thích một cách nhẹ nhàng. Nếu không chúng ta sẽ làm cho trẻ hiểu sai về vấn đề tình dục. Thực ra tình dục là một cái hoạt động rất là tuyệt vời của con người. Đó là một cái vấn đề thỏa mãn nhu cầu bản năng, mà cũng là một cái điều mà vô cùng quan trọng đối với cuộc sống. Chúng ta biết sau này lập gia đình mà nếu không hạnh phúc trong quan hệ tình dục thì cái khả năng tan vỡ gia đình rất là cao, mà nó có liên quan tới không chỉ là hạnh phúc mà nó liên quan tới việc duy trì nòi giống nữa. Cho nên chúng ta để cho trẻ bị ám ảnh xấu về chuyện tình dục là không nên. Chúng ta có thể giải thích với trẻ là bố mẹ yêu nhau, lấy nhau, kết hôn và có những cái quan hệ để mà có con, đấy là một hành vi rất là đáng lưu tâm, là quan trọng. Nhưng mà những cái người mà họ không có quyền với cơ thể con mà họ làm cái hành vi đó với con thì họ đang là một người xấu và họ đang vi phạm pháp luật. Họ sẽ bị nếu như là người nào mà làm như vậy mà bị tố cáo có bằng chứng là người đấy sẽ phải ngồi tù. Chúng ta có thể đưa cho con một vài cái tư liệu, và trong cuốn này chúng tôi cũng nói rõ là các hình thức phạt của luật hình sự đối với cái tội hiếp dâm và xâm hại tình dục trẻ em, thì để cho trẻ đọc thì trẻ sẽ hình dung được là đâu là hành vi tốt, đâu là hành vi xấu. Thì chúng ta sẽ cho trẻ biết cái điều đó một cách cụ thể tùy từng mức tuổi, và rất là mong mẹ Hồng Mai cũng như mẹ Quỳnh Anh sẽ học chia sẻ thêm cái khóa học giáo dục giới tính để biết rõ hơn. Và một cái chi tiết là cháu nói đúng đó, chính bố mẹ cũng phải tôn trọng vùng riêng tư của trẻ. Nên vì thế tại sao đầu chương trình tôi đã nói với mẹ con 5 tuổi là không nên rửa cho trẻ nữa mà để cho trẻ tự rửa. Chính cha mẹ mình cũng phải tôn trọng, không tuyệt đối cả bố cả mẹ không đụng vào vùng ngực, vùng mông, vùng bộ phận sinh dục của con, tuyệt đối không. Chỉ trong trường hợp mà trẻ bị bệnh cần phải thăm khám thì lúc đấy chúng ta mới giải thích cho trẻ là mẹ cần phải xem con bị đau ở chỗ nào thì mẹ mới được thăm khám. Và trường hợp đấy cũng là bố thăm khám con trai, mẹ thăm khám con gái, chứ không nên là ngược lại. Nếu mà trong trường hợp mà bố phải rửa bộ phận sinh dục cho con, trẻ sau này cũng không phân biệt được đó là hành vi như thế nào. Thì tôi rất là mong là chúng ta cũng phải tôn trọng cái nguyên tắc là năm báo động này với cả kể cả chính chúng ta với con mình. Chứ nếu mà chúng ta cũng vô tư xâm hại, gọi là vô tư làm một số hành động mặc dù là bình thường, không có ý đồ xâm hại gì con mình cả, nhưng mà trẻ sẽ không phân biệt được đó là tốt hay xấu. Đúng rồi ạ.
Thì vừa rồi cô Thúy có nói về cái tùy độ tuổi mà mình sẽ giáo dục con. Thì ngay đây có câu hỏi luôn của chị Châu Ngọc Anh Thư, thì có hỏi là mình nên dạy con về vấn đề xâm hại tình dục từ khi nào? Bé 3 tuổi thì phải nói và giải thích như thế nào để bé hiểu và có thể nhớ được ạ? Theo tôi thì cái câu chuyện về phòng chống xâm hại tình dục á, là chúng ta đang nói giữa người lớn với nhau để chúng ta cẩn trọng, chúng ta tạo ra môi trường an toàn cho con, chúng ta cùng nhau đấu tranh để mà lên tiếng tố cáo những cái kẻ xấu và để chúng ta làm cho trẻ em, trong đó có con chúng ta được an toàn. Còn với trẻ thì chúng ta không nên nói về câu chuyện phòng chống xâm hại tình dục nhiều lắm. Ví dụ như là tôi đi các trường, mà nếu mà các trường mà hỏi tôi trước là làm cái banner, làm cái tên chuyên đề như nào á, thì tôi thường chọn là kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hay là kỹ năng phòng vệ, hay là kỹ năng phòng tránh xâm hại, thế thôi, chứ tôi không bao giờ đưa cái chữ xâm hại tình dục lên banner, lên cái tên chuyên đề. Vì thực ra trẻ không cần biết cái quá nhiều đến điều đó, mà trẻ cần học cách giao tiếp với người khác an toàn, để bé được an toàn, để bé biết bảo vệ cơ thể. Chứ còn nếu chúng ta cứ mang những câu chuyện xâm hại tình dục ra nói thì đôi khi trẻ lại hiểu sai và trẻ sẽ có những cái lo lắng không cần thiết. Còn từ 3 tuổi trở lên là chúng ta cần giáo dục giới tính cho trẻ rồi. Thậm chí là từ bước sang tuổi lên 3, có nghĩa là sau 2 tuổi, chúng ta đã phải dạy trẻ về cơ thể, phân biệt bé trai và bé gái, phân biệt những bộ phận riêng tư và bộ phận các bộ phận khác trong cơ thể, dạy trẻ biết vệ sinh thân thể, dạy trẻ biết cách mặc quần lót để bảo vệ cơ thể, và dạy trẻ biết cách tự làm với cơ thể của mình như thế nào. Thì đấy là những cái mà chúng ta phải dạy từ bé sau 2 tuổi. Từng ngày, từng ngày, từng năm chúng ta dạy con cái cách mà nó biết bảo vệ cơ thể nó và nó biết giao tiếp với người khác để nó được an toàn. Đấy là điều mà ta cần dạy con. Chứ không phải mang xâm hại, mang câu chuyện bị xâm hại ra để nói với con. Nó không cần thiết và thậm chí là nó làm cho đứa trẻ nó bị ám ảnh. Nói chung là tùy độ tuổi mà sẽ có những cái cách nói chuyện cho bé hiểu và bé phòng tránh, đúng không cô? Thì mong là các mẹ lưu ý là với mỗi độ tuổi các bé thì nên mang những câu chuyện để cho các bé hiểu, để cách phòng tránh và bảo vệ và tôn trọng cơ thể bản thân mình, chứ không phải là cứ sợ rồi lẽ mạnh cái câu chuyện xâm hại tình dục. Có một câu hỏi của hai chị, đó là chị Tina Trần và Lê Bích Trà, cùng hỏi về chương trình như sau. Xin cô chia sẻ những kiến thức hữu dụng trong việc giáo dục cho trẻ có kỹ năng hiểu biết để bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại. Xin cảm ơn cô. Đây là câu hỏi quá lớn ạ. Tất cả mọi kiến thức, kinh nghiệm mà để có thể dạy trẻ để cách tự bảo vệ bản thân, và đặc biệt là để xa hơn là để phòng chống xâm hại á, thì chúng tôi đã chia sẻ trong hai cuốn sách này. Rất là mong quý vị, nhất là những ai được tặng trong chương trình này, cũng như các quý vị sẽ quan tâm để mà tìm đọc những cái cuốn sách khác, không chỉ hai cuốn này, nhiều cuốn sách khác về việc dạy trẻ và giáo dục giới tính cũng như là để an toàn cho trẻ. Kiến thức thì rất là nhiều ạ. Nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải dạy trẻ hiểu về cơ thể của trẻ và trẻ tôn trọng cơ thể của trẻ, trẻ biết bảo vệ cơ thể của trẻ, trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể, biết ăn uống sao cho khỏe, tắm rửa sao cho sạch sẽ, mặc quần áo sao cho kín đáo. Cái đấy rất là quan trọng, nó nhỏ thôi nhưng cực kỳ quan trọng. Ví dụ nếu chúng ta cho trẻ ăn mặc hở hang thì đấy là một cái nguy cơ có thể là quyến rũ những cái kẻ mà có ý đồ xấu. Đó, như chúng ta biết là những cái kẻ bệnh hoạn thì nó không thể nào mà có cái suy nghĩ tích cực khi mà nhìn thấy một cái bộ phận riêng tư của trẻ được lộ ra. Ví dụ bé mặc áo hai dây chẳng hạn, hay bé mặc cái quần quá ngắn, cái váy quá ngắn chẳng hạn, thì chỉ làm kích thích cái thú tính của những kẻ đó thôi. Mà kẻ đó có thể là bất kỳ ai, có thể là một chú trong nhà, một cậu trong nhà, một người bạn của cha, một người bạn của mẹ. Trong câu chuyện mà tôi chia sẻ ở đây là có một bạn là bị xâm hại bởi toàn những người thân trong nhà, bạn của bố đến ở cùng và đã xâm hại bé. Thì chúng ta thấy là bất kỳ ai mà, cho nên chúng ta phòng hơn tránh. Chúng ta không thể biết được ai là kẻ xấu. Kẻ xấu không phải là người lạ, mà kẻ xấu có thể hầu hết 93% là người quen. Vì thế mà chúng ta phải dạy trẻ biết cách mà giữ gìn cái cơ thể của mình, biết cách ăn mặc cũng như là hành vi đứng đắn, không có gọi là sán vào người khác theo cái kiểu thân mật, theo kiểu dễ dãi, hay là không ngồi vào lòng người khác một cách rất là thoải mái chẳng hạn, không để cho người khác ôm ấp mình theo kiểu như đụng chạm vào vùng riêng tư chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó mình phải dạy, và đặc biệt là dạy trẻ cái 5 cái báo động mà tôi vừa nhấn mạnh lúc nãy, thì để cho trẻ phân biệt đâu là người xấu, đâu là người tốt. Thì trẻ biết được 5 báo động đó, trẻ sẽ tự cứu mình. Trong cái cuốn kỹ năng phòng vệ này tôi có nói nguyên tắc ABCD. A đó là am hiểu, dạy trẻ có kiến thức về những cái tự bảo vệ bản thân, phòng vệ, kỹ năng phòng vệ. B là bình tĩnh, dạy trẻ bình tĩnh. Những cái ca thoát hiểm mà chúng tôi chia sẻ trong cuốn sách này là đều là những trẻ bình tĩnh mới làm được, không bình tĩnh không làm được. Thứ C là cái chữ C đó là cẩn trọng, tức là trẻ cẩn trọng trong mọi tình huống với mọi người. Và cái thứ tư, chữ D đó là dám ứng phó, tức là khi xảy ra chuyện thì trẻ dám tấn công lại, trẻ dám
tự vệ, trẻ dám có những hành vi ví dụ xô kẻ đó ra rồi tìm mọi cái đồ vật xung quanh để có thể là làm cho kẻ đó phân tán sự chú ý hay làm cho kẻ đó đau, mất tập trung để kẻ trẻ có thể vùng chạy thoát khỏi cái kẻ xấu. Thì tất cả những cái đấy là bao hàm tất cả những gì mà cha mẹ cần dạy. Dạy cho con về kiến thức này, giúp cho con học cách bình tĩnh này, giúp cho con luôn luôn cẩn trọng này để bảo vệ trước mọi nguy hiểm này. Không phải chỉ là nguy hiểm liên quan xâm hại đâu, mà trẻ còn gặp rất nhiều những cái rủi ro, những nguy cơ khác. Và cũng nhân cái ý này thì tôi muốn mời các quý vị, các mẹ nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì chiều 24 tháng 6 lúc 3:30 chúng tôi có một buổi tọa đàm về rủi ro và thoát hiểm tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Thì chúng ta sẽ nói về những rủi ro của trẻ và những cái cách mà trẻ làm gì để thoát hiểm. Thì chúng ta sẽ đỉnh là một cách để chúng ta dạy con, để con chúng ta được an toàn. Thì những kiến thức này chúng tôi gọi là mưa dầm thấm lâu. Chứ chúng ta đừng nghĩ là 1-2 buổi nói chuyện, 1-2 buổi cho con đi học phòng tránh xâm hại là con có thể an toàn, không có đâu ạ. Chính cha mẹ mới là người thầy cô tốt nhất cho trẻ. Đọc sách cùng con mỗi ngày, thực tập cùng con mỗi ngày, trò chuyện cùng con mỗi ngày, chú ý quan sát con, dạy dỗ con mỗi ngày. Thì đấy là cách mà mình đang giúp con phát triển một cách toàn diện và lành mạnh, chứ không chỉ là câu chuyện phòng chống xâm hại. Dạ vâng. Các ba mẹ có thể lưu ý là ngày 24 tháng 6 tại đường sách Nguyễn Văn Bình đúng không ạ? Thì các ba mẹ có thể tham dự cái diễn đàn và mua sách Cẩm Nang Phòng Tránh Xâm Hại cho con để có thể có thêm những kiến thức mà có thể tâm sự với con và có những cái cách dạy con tốt nhất ạ. Về thời lượng chương trình trả lời các câu hỏi ở phần 1 thì đã kết thúc, thì bây giờ em xin được chuyển sang phần 2, đó là phần tương tác với khán giả theo dõi trực tiếp live stream ạ. Thì cũng có rất là nhiều câu hỏi đã được gửi về cho chương trình ạ. Để em xin trích một số các câu hỏi để cô Thúy có thể giải đáp cho các ba mẹ ạ. Em xin đọc câu hỏi của chị Sa Kha. Những kẻ xâm hại tình dục thường rất khỏe mạnh trong khi con mình lại nhỏ bé và yếu thế hơn. Có cách nào để dạy con chống trả lại những kẻ có ý định xâm hại tình dục mình không ạ? Ý này rất là hay. Thế chúng tôi khi mà chúng tôi đi chia sẻ vấn đề này, chúng tôi luôn nhấn mạnh phòng hơn chống. Cái khả năng chúng ta chống lại kẻ xâm hại khi mà họ đã nổi thú tính lên á, mà nhất là khi con chúng ta quá nhỏ bé, thậm chí chính chúng ta đi, thì nếu mà bị kẻ xấu làm cái trò gì đó, chúng ta cũng rất là khó tấn công nếu mà chúng ta bị bất ngờ. Thậm chí là có những cái nghiên cứu tôi mới đăng trên Facebook là khi mà bị hiếp dâm thì người phụ nữ, người con gái thường bị cứng đơ ra, không la lên được, không làm gì được, tức là cả cơ thể là tê liệt và người kia muốn làm gì thì làm. Thì thậm chí nhiều kẻ còn lấy cái lý do đó để chạy tội. Ông người này có chống trả đâu, họ đồng ý mà, tôi đâu có cưỡng ép. Đó, thì đấy là một cái cơ chế sinh lý ở trong cơ thể chúng ta. Khi mà gặp cái chuyện nó quá là sốc thì mình bị đơ. Thì không phải chỉ là em bé đâu, mà chính người lớn chúng ta đôi khi cũng không thể thoát khỏi cái gọi là cái gọng tay, cái ghì của cái kẻ mà đang có cái thú tính. Chúng ta biết là khi một cái kẻ mà bệnh hoạn mà có thú tính liên quan đến xâm hại tình dục á, hiếp dâm á, thì họ là những con thú chứ không phải con người. Thì lúc đó không có nói cái chuyện là nhân tính hay là đạo đức gì cả, họ chỉ làm thế nào để họ thỏa mãn thôi. Và như vậy cái sức mạnh của họ kinh khủng lắm. Nên vì thế mà chống là một cái điều vô cùng khó khăn. Mặc dù chúng tôi cũng có hướng dẫn trẻ một số cái thế võ để thoát. Kẻ khác lôi tay đi thì con phải hất ngược tay lại để kẻ đó buông tay con ra này. Hay là có một cái video mà tôi rất là hay chiếu cho các bé xem là ở nước ngoài họ, thậm chí họ cho diễn tập trong phòng luôn, là một người đóng vai kẻ xấu đeo cái mặt nạ, rồi các em sẽ phải la, phải hét, phải đập, phải cào cấu làm sao để tấn công vùng mắt này, tấn công vào mũi này, tấn cắn vào lưỡi này, để cho kẻ đó bị đau á, kẻ đó buông ra. Hoặc là thậm chí có những cái chi tiết mà tấn công vào hạ bộ luôn, tấn công vào giữa hai háng của kẻ đó. Thì tất cả những cái đó chúng ta cũng có những lúc chúng ta cũng phải dạy trẻ, tùy độ tuổi mà chúng ta dạy trẻ. Thậm chí là nó liên quan đến câu chuyện là trẻ phải mưu trí, bình tĩnh và mưu trí, lừa cho cái kẻ đó mất tập trung, lừa cho cái kẻ đó chủ quan để mình tìm cơ hội thoát chết. Chứ đôi khi là chúng ta biết là khi mà kẻ trẻ gặp phải, bất kỳ ai gặp phải một kẻ đang thú tính nổi lên mà họ đang muốn tấn công cơ thể chúng ta, mà chúng ta càng gào, chúng ta càng giằng xé, chúng ta càng vùng vẫy thì có khi làm cho cái kẻ đó bị kích thích nhiều hơn. Và chúng ta thậm chí chúng ta biết rồi, có một câu chuyện tôi mới nghe một chị công an ở Quảng Bình mới chia sẻ với chúng tôi trong buổi tọa đàm, là chị nói là bé này làm mọi cách để cái kẻ xấu đó không xâm hại được, thì kẻ đó đã đập viên đá vào đầu và chết luôn. Tức là mà cái câu chuyện mà tôi đã từng nghe, từng đọc là đánh chết cái nạn nhân rồi mới xâm hại là có rồi. Cho nên là chúng ta nhớ là cái câu chuyện này, cái câu chuyện chống này là câu chuyện vô cùng gian nan, vô cùng khó khăn. Mặc dù vẫn phải dạy trẻ, nhưng mà chúng ta biết là phòng hơn chống rất là nhiều. Trẻ không đi đâu đó một mình với ai, trẻ không nhận quà của bất kỳ ai khi chưa được phép sự đồng ý của cha mẹ, kể cả người quen. Chúng ta đôi khi tôi đi các trường tôi hỏi các bé là
Thế người người một người lạ các con sẽ nói làm thế nào các con được an toàn đó. Các con thường kể là con không nhận quà người lạ, con không đi theo người lạ. Đó, thế thì tôi hỏi thế một chú bạn của bố cháu đến tặng quà thì cháu có nhận không, rồi rủ cháu ra ngoài lên xe chơi với chú ấy, con có nhận không? Chả hồn nhiên, vâng con có nhận vì chú là bạn bố con. Dạ vâng. Nhưng biết đâu bạn bố con lại là người đang quy đồ xấu thì sao? Dạ. Cho nên nếu mà trẻ biết thì trẻ phải là khi nào bố mẹ con đồng ý con hỏi bố mẹ con có đồng ý cho con nhận món quà của chú ấy không? Nếu bố mẹ con đồng ý thì con nhận. Con hỏi bố mẹ con trước khi đi chơi bất kỳ ai thì bố mẹ con đồng ý thì con hẵng đi. Đó thì khi đó mình mới có thể giúp cho trẻ được an toàn, phòng vệ với tất cả mọi đối tượng nếu nó có ý đồ xấu. Và một cái chi tiết nữa, đôi khi chính cha mẹ lại giao chứng cho ác. Giao chứng cho ác là cái câu chuyện liên quan tới một nhóm 10 không nhớ là 10 hay 13 bé là đến nhà cô giáo học bán trú và bị con cô giáo sờ soạng. Chúng ta nhớ là xâm hại tình dục không phải chỉ có mỗi là hành vi quan hệ tình dục nha, quan hệ tình dục là hành vi hiếp dâm rồi. Còn xâm hại tình dục đôi khi chỉ là sờ soạng cái vùng kín của người khác thôi thì đã là cái tội dâm ô rồi. Thì con trai cô giáo đã dâm ô những 10 em bé đó. Và sau này một em bé kể ra thì cha mẹ mới biết và 10 em bé đó mới đứng lên tố cáo. Thì chúng ta thấy là đôi khi cha mẹ chúng ta giao con cho người khác mà ta không hề cẩn thận. Thậm chí có cha mẹ hồn nhiên cho con sang hàng xóm mà không hề nghĩ là người đó có thể là tấn công con mình. Thậm chí là có những người giao con cho con đi ngủ ở nhà anh chị em trong nhà họ hàng đó, chú bác trong nhà đó, mà chúng ta không thể biết được trong số đó thì người tốt hay người xấu. Vậy thì chúng ta có thể là chủ quan được không? Tôi nghĩ là cha mẹ cần phải xem lại mọi mối quan hệ của trẻ và luôn luôn để cho trẻ ở trong một cái môi trường mà có được nhiều người đi chơi, cũng có nhiều người đến trường, có thầy cô bạn bè ở nhà, cũng có ba mẹ ở bên cạnh, có người thân tin tưởng ở bên cạnh, thì lúc đấy trẻ mới được an toàn. Một câu hỏi tiếp theo đó là của bạn Tống Mỹ Quyên ạ. Những bé bị xâm hại tình dục thì khi lớn lên lập gia đình có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không vậy cô? Một câu hỏi rất là cảm ơn bạn Mỹ Quyên đúng không ạ? Đã hỏi một câu rất là hay. Nếu như một người bị xâm hại mà không được ai giúp đỡ, người đó tự sống với cái nỗi đau của mình bao nhiêu năm thì khi mà lấy vợ lấy chồng ngay thậm chí ngay cả khi yêu thôi. Tôi đã được nghe những nạn nhân tâm sự là bị bạn trai đụng vào con rúm người lại, bị chồng muốn làm quan hệ tình dục một cách bản thân người vợ cũng rất là muốn vui vẻ với chồng nhưng mà cơ thể hoàn toàn bị căng cứng, bị lạnh cảm. Thì cái câu chuyện ảnh hưởng của quan hệ của xâm hại tình dục đối với cái cảm xúc trong hôn nhân, cảm xúc trong quan hệ ân nó rất là mạnh, nên sợ rằng là nó có ảnh hưởng. Đấy là cái ảnh hưởng thứ nhất, ảnh hưởng đến cảm xúc và ảnh hưởng đến sự lãnh cảm. Ảnh hưởng thứ hai là nếu như cái xâm hại tình dục này lại có thai ngoài ý muốn mà người đó lại phải đi bỏ cái thai đó đi thì đôi khi một lần va nạo va thai thôi có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Ví dụ như là một bạn này thậm chí lại sợ là nạn nhân của xâm hại lại có thai lại giấu, lại đến lúc đi nạo bỏ thai lại cũng không dám nói cho ai biết, vào một cơ sở không có độ tin cậy, cuối cùng bị biến chứng và bị vô sinh luôn. Thì hoàn toàn có thể, nên chúng ta nhớ là trẻ còn rất là non và trẻ rất là cần cha mẹ đồng hành, rất là cần cha mẹ hỗ trợ. Nên chúng ta theo sát con, quan tâm đến con, chăm sóc con, nói chuyện với con rất là quan trọng. Xin nhấn mạnh lại là cách mà chúng ta giao tiếp với con, cách mà chúng ta dạy con, chúng ta sẽ giúp trẻ phòng tránh được mọi cái nguy cơ. À, rồi những cái câu chuyện liên quan tới là liên quan quay trở lại câu hỏi của bạn Quyên đó, thì có những người bị xâm hại bởi kẻ đang bị bệnh chẳng hạn, đang bị HIV, đang bị giang mai, đang bị những bệnh lây truyền qua đường tình dục chẳng hạn, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rồi, nạn nhân sẽ bị lây rồi và cái khả năng sinh sản sau này có thể sẽ ảnh hưởng. Thậm chí một lần xâm hại mà sau này vô sinh chẳng hạn. Đó thì chúng ta cần phải nhớ là mọi cái hậu quả đều có thể xảy ra. Chúng ta không thể nào mà nói là cái này thì sẽ không xảy ra, cái kia thì sẽ xảy ra, rất là khó. Vì mỗi một cái tình huống nó vô cùng là phức tạp, chúng ta không có nói trước được gì cả. Nên xin nhấn mạnh lại là phòng hơn chống ạ. Dạ đúng rồi. Vâng, hậu quả thì rất là nghiêm trọng, nên xin mong các ba mẹ là phòng hơn chống ạ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Yến Hoàng. Phần lớn trẻ em khi bị người khác động chạm nhạy cảm trên cơ thể sẽ không kể lại và chia sẻ cho phụ huynh. Về sau, suy nghĩ và tinh thần của trẻ sẽ bị tác động không nhỏ và mang nỗi sợ hãi, ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác giới. Theo cô, phụ huynh nên giáo dục hoặc hướng dẫn trẻ biết gì về xâm hại từ lúc bao nhiêu tuổi là thích hợp nhất ạ? Câu hỏi của bạn Yến Hoàng rất là đúng, vì hầu hết đều là trẻ rất là sợ cái hành vi này và trẻ không dám nói ra. Trong cuốn sách này tôi cũng xin phép chị Phan Hồ Điệp chia sẻ một cái startup của chị ấy về một cái lần hồi nhỏ, tức là cái vụ xâm hại nó nổi lên rồi chị mới nhớ lại cái cách đây mấy chục năm mà chị mới chia sẻ lại là cái hồi chị còn nhỏ xíu.
đã tình cờ đi ra sau trường thì nhìn thấy thầy giáo cho tay vào quần lót của bạn trong lớp mình, và bị sốc luôn, chạy về nhà không ngồi đó. Thì bạn chị nói là chị không hề biết đấy là tội ác hay là xâm hại gì hết á, chị thấy hình như trong tiềm thức, trong vô thức là chị thấy là chị nói hình như chị biết đó là việc rất xấu xa, và chị chạy về nhà chị khóc, sau đó là giữ kín không bao giờ nói với ai cả, mà đấy là người khác nha, chứng kiến người khác thôi mà đã sợ như vậy rồi. Thì với chính trẻ thì sao? Cho nên hầu hết những trẻ đều không dám nói ra. Trong này tôi có phân tích kỹ một số cái biểu hiện là tại sao trẻ không dám nói ra. Là vì trẻ sợ phải nhớ lại chuyện xấu, chuyện đó không hề là một cái chuyện dễ chịu với bất kỳ ai. Chúng ta biết là quan hệ tình dục ái ân chỉ là hạnh phúc khi mà hai bên cùng yêu nhau và cùng đồng tình thôi, cùng tự nguyện thôi. Khi chúng ta đủ lớn và đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, đủ tuổi để kết hôn, đủ tuổi để sinh con thì điều đó nó mới tạo nên hạnh phúc. Còn khi mà mình còn đang rất là non nớt, khi mà mình còn đang chưa có sẵn sàng về tình cảm, chưa sẵn sàng về mọi thứ mà có người tấn công cơ thể mình, thì cả tôi với bạn đều rất là choáng, chứ không phải chỉ là một đứa trẻ. Thì đấy là một chuyện xấu xa và trẻ ngại kể lại. Trẻ sợ không còn được yêu thương nữa khi mà mọi người biết, nhất là chúng ta biết rồi, câu chuyện xâm hại tình dục này. Đôi khi có một cái đau lòng là cái kẻ tội phạm á, thì lại không có bị bêu ríu đâu, mà chính cái nạn nhân lại hay bị cộng đồng xót thương theo kiểu nhất, rất là dè bỉu, rất là chê bai, rất là ghét. Nên đôi khi cái điều đó cũng làm cho trẻ cảm thấy sợ không được cha mẹ thương, không được bạn bè thương nữa. Trẻ sợ xấu hổ, tội lỗi. Điều này thì không chỉ trẻ đâu, mà bản thân cha mẹ cũng rất là nhiều người giấu là vì sĩ diện, xấu hổ khi con mình bị như vậy. Sợ bị khiển trách, vì trẻ luôn luôn nghĩ là chắc là trẻ làm sai điều gì đó nên mới bị kẻ khác như làm như vậy. Nên trẻ bị khiển trách, sợ bị khiển trách. Nhất là những trẻ đã không nghe lời cha mẹ, nhất là những trẻ mãi chơi, những trẻ đi chơi một mình nơi đường vắng, những trẻ đi chơi đêm khuya, những trẻ mà theo bạn bè xấu rồi sau đó bị bạn bè chuốc bia rượu xâm hại chẳng hạn, thì nó lại càng không dám nói ra. Rồi trẻ sợ hậu quả nữa, vì rất nhiều kẻ xâm hại đã lợi dụng điều này để dọa trẻ. Kẻ xâm hại là có hai thủ đoạn mà hay dọa trẻ. Thứ nhất đó là làm cho trẻ yêu thương, làm cho trẻ thích thú với cái hành vi xâm hại của nó, cái hành vi sờ soạng để mà trẻ thích thú, làm cho trẻ chủ quan và yêu thương cái kẻ đó và tình nguyện cho cái kẻ đó. Thậm chí là đã có trường hợp ở Hải Phòng là một ông già đã dụ dỗ một đứa trẻ cấp 2 làm bằng cái điện thoại điện thoại đó, có đăng báo rồi đó, dụ là cho bác làm chuyện người lớn, bác cho điện thoại, nhưng mà sau đó lại không cho. Lần sau con bé nó lấy cái điện thoại đó thì lại ông lại đến trường ông đòi, và người ta mới biết là ông là tội phạm. Chứ nếu không có cái vụ điện thoại chắc chắn là cái vụ đó không vỡ lở ra, và cô bé cũng không nói cho ai biết. Thì chúng ta thấy là cái kẻ xấu, cái thủ đoạn thứ nhất là dụ dỗ, lừa gạt, dùng quà tặng, dùng yêu thương, dùng cử chỉ âu yếm để chinh phục trẻ. Và cái thủ đoạn thứ hai là dọa trẻ, nếu mày không cho tao thì tao sẽ giết mẹ mày hay em mày. Họ sẽ lấy những cái người mà trẻ yêu thương nhất để dọa, sẽ đốt nhà này, sẽ giết bố mẹ này, sẽ giết em này, vân vân. Tức là làm cho đứa trẻ cảm thấy rất là sợ hậu quả này, cho nên càng không dám nói ra. Cho nên là có rất nhiều lý do là trẻ không có dám nói ra đâu. Vì thế mà rất là mong, tại sao tôi lại nhấn mạnh là cha mẹ phải dành thời gian cho con, quan tâm đến con, nói chuyện cùng con. Trước khi đi ngủ phải trò chuyện với con, bữa ăn phải cùng ăn, trò chuyện với con. Để chúng ta nhìn trẻ, trẻ vui, trẻ buồn là chúng ta biết ngay liền. Có chuyện gì khác thường chúng ta biết liền, trẻ buồn chuyện gì ở lớp, buồn chuyện gì với bạn, buồn chuyện gì với cô, thậm chí là buồn giận bố mẹ điều gì đó, chúng ta quan sát là chúng ta biết liền. Chứ đừng nói là một cái chuyện lớn như chuyện xâm hại này. Thì những cái biểu hiện của trẻ chắc chắn là trẻ sẽ tìm cách che giấu. Nhưng một người cha người mẹ quan tâm đến con mỗi ngày, trò chuyện với con mỗi ngày, tinh ý thì chắc chắn là không bỏ qua những cái dấu hiệu bất thường của trẻ đâu ạ. Nên là chúng ta chỉ có thể là gần gũi con thôi, không có cách nào khác. Các bà mẹ rất là mong, biết là cuộc sống rất là bận rộn mưu sinh, nhưng mà hãy dành thời gian để yêu thương và tâm sự với con nhiều hơn. Em xin đọc câu hỏi của bạn Trần Quang Trọng. Mùa hè thường ông bà hay nhắn cho cháu về quê ngoại chơi. Ông bà có nói là cho cháu ở lại quê vài tuần, vì là cháu trai nên thường dưới quê người ta hay chọc cháu bé bằng cách sờ bộ phận sinh dục của cháu. Trong trường hợp này tôi nên làm sao để bảo vệ cháu đây? Nếu nhắc nhở tôi sợ ông bà sẽ buồn lòng. Em thấy thì cái này rất là thực tế. Cảm ơn bạn Trần Quản Trọng. Đây là một vấn đề trong mà chúng ta cần phải lên tiếng đó. Đấy là một cái thói quen của rất nhiều người Việt Nam. Ông bà cứ nựng bé trai, hôn hít vào cái bộ phận sinh dục của bé, tột quần bé ra rồi nghịch chim bé rất là nhiều. Tôi thấy câu chuyện này là bé trai bị nhiều, bé gái thì ít bị hơn. Thì cái việc mà ông bà ở quê hay là bất kỳ ai á, là cái thói quen cưng nựng bộ phận riêng tư của trẻ để thể hiện tình yêu thương, thể hiện sự phấn khích ấy. Đấy là điều chúng ta phải dừng càng sớm càng tốt. Rất mong là mọi người Việt Nam chúng ta ý thức được là nếu chúng ta làm như vậy thì sau này trẻ cũng sẽ không phân biệt được là giữa cái hành vi vui đùa của chúng ta với cái hành vi xấu xa của người bệnh hoạn. Có thể nói là trẻ sẽ bị nhầm lẫn và trẻ sẽ thấy là
ông bà mình vẫn làm thế mà người khác làm không sao, ở chú họ mình làm, bạn bạn của bố mình làm, bạn của mẹ mình làm, cha dượng làm, thậm chí là cha ruột làm, mình đâu có nghĩ là xấu. Nên trẻ cứ để cho họ làm tới và làm tới thì sẽ dẫn đến hiếp dâm. Lúc đầu chỉ là dâm ô thôi, lúc đầu chỉ là sợ soạng thôi, nghịch thôi, nhưng mà nếu đứa trẻ không phản kháng, đứa trẻ không đẩy ra, đứa trẻ không biết nói không, đứa trẻ không chạy đi, đứa trẻ không vùng ra thì chắc chắn kẻ đó sẽ tiếp tục. Và cái hành vi đi đến quan hệ tình dục với trẻ là chuyện không xa đâu ạ. Chúng tôi tìm hiểu thì thấy là rất nhiều những cái kẻ quen biết của trẻ là sẽ có một cái quá trình lân la gần gũi trẻ rồi mới xâm hại trẻ khi có cơ hội. Còn kẻ xấu, kẻ lạ mặt á, gặp trẻ một nơi đường vắng và tấn công trẻ thì họ làm liền. Nhưng mà cái người quen á thì lại sẽ lân la, bắt đầu làm quen, làm thân, tặng quà, rồi gây sự quý mến của trẻ với gia đình, sự tin tưởng của trẻ gia đình. Sau đó lại sờ soạng mà trẻ không có phản đối, trẻ thích. Rồi mới tìm cơ hội là đưa trẻ vào phòng riêng, đưa trẻ vào chỗ riêng tư để tấn công. Thì cho nên cha mẹ phải rất lưu ý là nếu con chúng ta mà tỉnh táo, được dạy về năm báo động, được dạy về bất kỳ ai tấn công, đụng chạm hay làm cái gì đó vùng riêng tư của con nói không, con đẩy ra, con chạy đi, thì con lại chúng ta sẽ được an toàn. Thì kẻ đó, cái kẻ bệnh hoạn đó nó sẽ đi tìm những đứa trẻ khác, cho nên con chúng ta sẽ tự bảo vệ được bản thân. Thế cho nên tôi thường nhấn mạnh là con chúng ta là người bảo vệ con chúng ta tốt nhất. Không ai có thể bảo vệ trẻ tốt hơn chính trẻ, ý thức được đâu là nguy hiểm để trẻ tránh xa. Vì không ai ở bên con 24/24 giờ đúng không ạ? Chính con phải là người có khả năng tự biết bảo vệ mình. Nên là cái câu chuyện bạn Trọng hỏi rất là hay và rất mong mọi người cùng lên tiếng. Hãy phân tích cho cha mẹ, ông bà biết. Có thể ngay lúc đó mình nói thì không nên, nó tế nhị. Ông bà đang làm chuyện đó thì thôi mình cứ chấp nhận đi, vì đó là mình biết đó là một cái thói quen theo trong cái truyền thống của mình, nó không có ý đồ xấu trong cái chuyện đó. Nhưng mà sau đó mình nói riêng với ông bà ơi, đấy bây giờ có những nạn xâm hại như vậy đấy, con chuyện này nếu mà ông bà làm như vậy, sau này con của mình, cháu của mình nó không phân biệt được với giữa người tốt và người xấu, thì có thể là nạn nhân thì sao? Thì khi ông bà sợ thì ông bà sẽ không làm. Còn lúc mà ông bà đang làm với cháu, đang cưng nựng cháu, nhất là giữa đông người á, thì xin chúng ta phải tế nhị một chút xíu. Đấy là điều mà tôi phân tích, những điều nên tránh trong cuốn sách này. Khi mà chúng ta dạy về giáo dục tình dục, giáo dục giới tính cũng như là giáo dục phòng chống xâm hại với con, thì có thể chúng ta sẽ gặp những cái mâu thuẫn với cái cách thường xuyên diễn ra của ông bà, họ hàng đôi bên. Nên là nếu mà chúng ta không tế nhị thì đôi khi chúng ta lại đánh mất tình cảm, đánh mất cái cơ hội giao tiếp rất là thân thiết trong gia đình với nhau. Cảm ơn cô Thúy, cảm ơn câu hỏi rất là thực tế của bạn Trọng. Câu hỏi tiếp theo đó là của bạn Lê Thoại Trân. Chào cô, hiện nay có rất nhiều kẻ ấu dâm đội lốt trí thức yêu thương trẻ con. Đơn cử là thủ phạm giết hại bé Nhật Linh tại Nhật Bản mà báo chí đăng tin vừa rồi, vốn là hội trưởng hội phụ huynh trong trường của bé. Thưa cô, những kẻ ấu dâm thường có đặc điểm gì khác so với người bình thường để mình có thể phân biệt được không ạ? Rất cảm ơn bạn Thoại Trân. Chính cha các bé cũng thắc mắc điều này đó. Và các bé rất là muốn nhận diện theo cái kiểu như là có phải trong một cái video tuyên truyền của UNPA, tôi rất là thích khi mà một cái nhân vật hoạt hình ấy, hỏi các bé là thế người xấu là người thế nào, thì các bé nói là ô kẻ xấu có cái răng nhọn, có cái răng nanh to, rồi có cái mắt đỏ ngầu, rồi người đầy mùi rượu vân vân. Trẻ nghĩ như vậy là rất nguy hiểm đấy ạ. Thực ra kẻ xấu mà là cái tội phạm của nạn xâm hại tình dục á, có thể là bất cứ ai, trông có thể rất tri thức, rất đạo mạo, rất bình thường, rất tử tế, rất là lịch sự đó, nhưng khi có cơ hội cái thú tính nổi lên thì chúng ta không thể nào mà biết được. Nên vì thế chỉ có thể giúp trẻ và bất kỳ ai phân biệt đâu là người tốt, đâu là người xấu liên quan tới tội phạm xâm hại tình dục bằng cách là liên quan năm báo động mà thôi. Chứ chúng ta đừng nhìn vào cái con người bên ngoài, vào quần áo, vào trang phục, vào chức vụ mà nghĩ rằng họ sẽ không xâm hại trẻ em. Không có. Cách đây khá lâu rồi, đã có một vị quan chức rất là lớn ở Bình Dương là đã có phạm tội xâm hại tình dục trẻ em. Chúng ta lên mạng ta tìm lại sẽ thấy. Đó. Rồi rất nhiều những câu chuyện thầy giáo xâm hại trẻ con là có rồi, trẻ học sinh của mình là có rồi. Đó, rồi cha ruột ở Vĩnh Long là có rồi. Cho nên chúng ta biết là kẻ xâm hại có thể là bất kỳ ai. Có thể là người già, có thể là người trẻ, có thể là phụ nữ, có thể là đàn ông, có thể là một người rất có học thức và một người rất là không học, cũng rất là bình thường, một người có địa vị cao cũng như là một người không có công ăn việc làm, đều có thể là kẻ xâm hại. Chúng ta không được chủ quan với bất kỳ ai. Chúng ta chỉ có thể giúp trẻ phân biệt được 5 cái hành vi báo động đó, để dù đó là ai mà có 5 hành vi báo động, nói, nhìn, ôm, sờ chạm và rủ bé một mình, không cho cha mẹ biết, giấu giếm cha mẹ, thì đấy là những người xấu, đấy là những người trẻ phải tránh xa. Cho dù họ đã có ý đồ hay không, cho dù họ đã có, họ muốn có hay là đã có cái hành vi đó hay không, thì tốt nhất phải tránh xa những người mà liên quan đến cái bộ phận riêng tư của mình. Người lịch sự không làm như vậy. Lịch sự sẽ không bao giờ làm những cái hành vi liên quan năm báo động đó.
như cô Thúy có nói là 93% là người thân. Đúng ạ. Nên thành ra là mình không nên là chủ quan, hết sức cảnh giác và dạy cho bé những cái báo động sớm để bé có thể phòng ngừa, đúng không cô? Dạ đúng ạ. Dạ. Thì em xin đọc một câu hỏi tiếp theo ạ. Rất cảm ơn là rất nhiều cha mẹ cũng như là các bạn quan tâm đến chủ đề này để hỏi rất là nhiều. Không biết là thời gian có cho phép để trả lời tất cả được không? Thưa cô, làm thế nào để nói cho con mình hiểu về các vùng kín trên cơ thể của bé và của người khác giới mà không bị phô phan hay thô tục quá? Rất là hay. Khi mà chúng tôi đi dạy á, thì có thể có rất nhiều cách để mà cho trẻ biết đâu là vùng kín. Thực ra thì hỏi là trẻ biết à. Đa phần là trẻ biết nhưng cũng có trẻ không biết nên mình phải giải thích. Chứ mình cũng không thể chủ quan được. Ví dụ như là khi mà con chúng ta vào 2-3 tuổi đó thì chúng ta biết là có rất nhiều những cái tranh poster hình em bé để chúng ta dạy trẻ về cơ thể người. Đâu là mắt, đâu là mũi, đâu là tai, đâu là ngực, đâu là bộ phận sinh dục. Thì chúng ta nhớ là hãy dạy trẻ một cách rất là thoải mái về các bộ phận trên cơ thể dựa trên cái tranh hình người đấy, bé trai, bé gái đó, để trẻ phân biệt được. Và hãy coi điều này nó hết sức bình thường. Tại sao cha mẹ cứ phải phân biệt là ngại khi nói đến bộ phận sinh dục mà lại chúng ta chỉ đâu là mắt, đâu là tai, đâu là mũi cho trẻ được mà chúng ta lại không chỉ được đâu là ngực, đâu là bộ phận sinh dục? Thì đấy là do cái e ngại của chúng ta thôi. Cho nên một cách thứ nhất có thể dùng tranh poster hình em bé trai bé gái ở các hiệu sách bán rất là nhiều. Cách thứ hai chúng ta có thể dùng ngay một cái con búp bê hoặc con gấu bông mà nó có mặc đồ lót. Với cái loại mà nó có mặc đồ lót cơ thì mới chỉ cho trẻ đó vùng đồ lót này này, đó của con búp bê này, vùng áo lót này, vùng quần lót này. Đây là vùng riêng tư và con không cho ai xem. Con thấy không? Đây búp bê họ cũng mặc đồ lót đây này. Hay con ra biển con cũng mặc đồ lót này. Và chúng ta cũng phải dạy trẻ là khi tắm là phải để quần áo ở trong phòng tắm, mặc xong mới được ra ngoài. Nhiều trẻ Việt Nam mà rất hồn nhiên là cứ nhông nhông ra ngoài đi khắp nhà luôn cho người khác thấy. Thì đây là một điều nguy hiểm. Nếu trong nhà có một người nào đó có tư tưởng liên quan đến bệnh hoạn, ấu dâm thì làm sao chúng ta có thể ngăn được cái kẻ xấu đó. Khi mà nó nhìn thấy, nó kích thích và đến lúc nào đó nó sẽ lại tạo tìm cơ hội. Chúng ta không có nhà, con chúng ta ở nhà một mình thì kẻ đó lại là kẻ tấn công. Đó, những câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ trong này là hoàn toàn là anh họ, chú họ, bác họ, bạn của bố, người yêu của cô, tất cả những người đó đều hoàn toàn có thể là thủ phạm. Nên chúng ta thấy là chúng ta không được chủ quan. Nên vì thế mà hãy dạy trẻ em rất là kỹ chuyện tắm rửa, chuyện ăn uống, chuyện vệ sinh, chuyện giao tiếp. Phải nhớ là cơ thể rất là quý giá, con phải biết bảo vệ nó. Cơ thể người khác rất quý giá, con cũng phải tôn trọng cơ thể người khác. Con không được xâm hại cơ thể người khác và cũng tuyệt đối không ai, không để ai xâm hại cơ thể của con. Tức là mình phải dạy trẻ cái điều đó mỗi ngày để trẻ tôn trọng. Hay xa hơn nữa, chúng ta dạy trẻ bảo vệ sự sống. Chúng ta dạy trẻ biết tôn trọng loài vật, cây cối, nó biết bảo vệ thiên nhiên, nó biết bảo vệ các con vật. Thì sau này nó cũng sẽ tôn trọng cơ thể con người. Thì tất cả những cái đó mưa dầm thấm lâu thôi, cha mẹ dạy mỗi ngày thì sẽ có tác dụng với con. Em xin một bạn tên là Trang hỏi là những kẻ ấu dâm khi tiếp cận bé thường dụ dỗ bằng bánh kẹo, dùng lời ngon ngọt dẫn bé đi chơi, trong khi các bé thường rất hồn nhiên ngây thơ nên không đề phòng. Có cách nào để giúp bé nhận ra những kẻ có ý đồ đen tối để kịp thời tránh xa không ạ? Lúc đấy tôi đã nói về cái một trong những cái gọi là thủ đoạn của kẻ xấu nhất là kẻ mà có ý đồ xâm hại trẻ em là nó dùng đồ chơi, bánh kẹo, những cái gì mà trẻ thích. Những cái kẻ đó là những kẻ, nhất là những kẻ mà có bệnh hoạn đó, liên quan đến ấu dâm đó, thì nó lại rất là biết trẻ con thích gì và nó làm cho trẻ con yêu quý, trẻ con thích thú. Thì chúng ta chỉ có thể dạy trẻ theo cái cách là một cái nguyên tắc giao tiếp. Con muốn được an toàn, con muốn giao tiếp lịch sự với người khác, con nhớ một nguyên tắc là hãy xin phép bố mẹ mỗi khi có ai đó cho quà. Ai đó cho con bất kỳ cái gì nhá, con nhớ nhá, con hỏi bố mẹ đồng ý thì con mới nhận. Cô chú nào đó cho con quà, con sẽ nói là cảm ơn cô chú. Con họ về hỏi bố mẹ con rồi bố mẹ con đồng ý con xin nhận nha. Đó, rất nhiều trẻ bây giờ tôi được biết là có nhiều cha mẹ dạy con kỹ là không được nhận hoặc bất kỳ ai nha. Thế cho nên là khi mà có ai mà ngỏ ý chăm sóc yêu thương trẻ một cách rất là thiện chí thôi, rất là tốt thôi, thì trẻ đã nói không một cách rất là thô lỗ. Trẻ từ chối và trẻ không biết cảm ơn, trẻ không biết từ chối một cách lịch sự. Thì đấy là điều mà chúng ta cũng phải chú ý. Có một anh trong một buổi chia sẻ của tôi đã nói là con anh ấy là đang đứng ở cổng trường đợi bố đến đón, thì có một bà già đi ngang qua hỏi đường gì đó. Nhưng mà anh nói là bất kỳ ai hỏi cái gì con không trả lời. Và đứa bé này đã quay mắt đi không có trả lời người già đó đang hỏi đường đi. Thì ít nhất bé không muốn trả lời hay bé không muốn trò chuyện lâu thì bé có thể nói là bà ơi cháu xin phép là cháu không biết, bà hỏi người khác đi, bà vào hỏi bác bảo vệ đi. Thì cái thái độ lịch sự của trẻ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy là cái cách giao tiếp. Mình dạy trẻ cách giao tiếp.
Chứ còn nếu mà chỉ là vì là đơn giản con đừng nói chuyện với bất kỳ ai nhé, con không nói với bất kỳ ai cả, thì đấy lại là một cái làm cho đứa trẻ sau này nó rất là hạn chế trong giao tiếp người khác. Nó sẽ trở thành đứa trẻ mất lịch sự, và nó lại còn không biết giúp đỡ người khác nữa. Biết đâu đây là một bà lão rất cần sự giúp đỡ của bé mà bé lại thờ ơ như vậy, thì sau này con chúng ta sẽ trở thành người vô cảm. Thì đấy là một điều rất là đáng trách, rất là không nên. Thì tôi rất là mong là chúng ta hãy dạy trẻ là cách từ chối lịch sự. À, con sẽ nhận khi bố mẹ con đồng ý, con cảm ơn bác, con cảm ơn chú. Đã thì chúng ta cũng có thể, thậm chí là chúng ta nên cho trẻ một cái vòng tròn giao tiếp, những ai đáng tin cậy trong nhà mình, những ai là những người thân của gia đình con có thể giao tiếp, con có thể chơi, con có thể là được phép đi chơi cùng, vân vân. Tức là chúng ta phải trò chuyện với trẻ những người an toàn trong gia đình, trong họ hàng. Nhưng thực ra điều này cũng khó nói lắm. Đối vì cha mẹ cũng không thể biết được ai là như thế nào. Chỉ có thể dạy trẻ những nguyên tắc giao tiếp thôi. Nhưng mà thực ra thì các bậc phụ huynh cũng nên lưu ý về cách dạy con các nguyên tắc. Nhiều khi nghe là không được như này kia, xong rồi lại các bậc phụ huynh lại dạy con cách làm xong thành thô lỗ, thì hình thành tính cách thì cũng không tốt. Đúng rồi. Thì các bậc phụ huynh cũng nên lưu ý là dạy con cách phòng chống, nhưng mà phải lịch sự và phải cực kỳ khéo léo và tế nhị. Đúng rồi. Vì kỹ năng giao tiếp nó quan trọng lắm. Cứ sau này hình thành tính cách thì ảnh hưởng đến cả sau này các bé đi làm và lớn lên nữa. Đúng rồi. Em xin đọc câu hỏi của bạn. Bạn Vi, cô cho em hỏi xâm hại tình dục trẻ em đồng nghĩa với việc quan hệ tình dục với trẻ em không ạ? Những hành vi như ôm ấp, sờ mó vào bộ phận sinh dục của bé nhưng không quan hệ tình dục thì có gọi là xâm hại tình dục trẻ không? Cái này thì xin bạn chịu khó tham khảo thêm cuốn sách này. Tôi đã trích dẫn cái những cái quy định của luật hình sự. Đâu là tội dâm ô, đâu là tội hiếp dâm. Tất cả những cái này đều có quy định đó. Và quan hệ tình dục là cái hành vi là hiếp dâm trẻ em. Còn sờ mó vào bộ phận riêng tư đó là dâm ô trẻ em. Nên chúng ta phải biết là tất cả những cái đó, tất cả những hành vi bạn đang kể đó là hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Đó. Còn nó ở mức dâm ô hay mức hiếp dâm thì nó là tùy vào cái mức độ. Một câu đều là những hành vi không được phép đâu ạ. Tuyệt đối không được phép làm. Và những ai làm mà là vi phạm pháp luật đấy ạ, là phải chịu hình phạt theo thích đáng theo quy định của pháp luật đấy ạ. Một câu hỏi của bạn Linh ạ. Cô cho em hỏi, ở Việt Nam thì em có thể tìm đến những trung tâm nào để được hỗ trợ và tư vấn kiến thức về những vấn đề này ạ? Quả thật là bây giờ thì trong 1-2 năm trở lại đây thì khá là nhiều nơi quan tâm chủ đề này. Và thường thì mới đang dừng lại ở các buổi chuyên đề cho cha mẹ và các buổi chuyên đề cho các con thôi, chứ chưa có một cái lớp tập huấn đầy đủ chi tiết đâu. Tôi nhớ là có nhà báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh là có lớp cho trẻ trong hè, về trong đấy có một cái chuyên đề về tự bảo vệ bản thân. Đó, thực ra cái này á, chúng ta đừng mong là một cái lớp nào đó ở đâu đó, ở một trung tâm nào đó. Tôi rất mong là câu chuyện phòng chống xâm hại này và rất nhiều vấn đề khác của con, liên quan tới cái sự nguy hiểm của con, cái việc học của con, cái việc sinh hoạt của con, nó là cả một cái câu chuyện dài tập mà cần cha mẹ dạy con mỗi ngày. Không ai là thầy cô giáo tốt hơn con mình đâu ạ. Chúng ta có thể cho con đi học một khóa học hè, một cái khóa học kỹ năng ở đâu đó rất là tốt, nhưng chưa đủ. Nếu mà chúng ta không chú ý dạy con thì không ai có thể thay chúng ta hết. Nên rất là mong là sắp tới thì cũng sẽ có những cái nơi mà họ sẽ đáp ứng những cái nhu cầu của cha mẹ, là dạy trẻ những cái kỹ năng, những kỹ năng sống còn, chúng tôi gọi là kỹ năng sống còn, trong đó có kỹ năng tự vệ bản thân, để bảo vệ bản thân. Nhưng mà xin lưu ý cha mẹ là quan trọng nhất vẫn là cha mẹ dạy con mỗi ngày và từ bé. Từ sau 2 tuổi trở đi chúng ta phải giáo dục con về mọi thứ liên quan đến cơ thể mình rồi. Và dạy con giao tiếp với mọi người, giữ khoảng cách như thế nào với người khác giới, giữ khoảng cách như thế nào với người xa lạ, giữ khoảng cách như thế nào với người có 5 cái báo động trên rồi. Thì chúng ta cần phải dạy con mỗi ngày, chứ không có bất kỳ một cái người thầy cô nào có thể thay thế được cha mẹ, không có bất kỳ một lớp học nào có thể thay thế được cái môi trường gia đình được. Em xin hỏi đọc một câu hỏi tiếp theo. Cô ơi, nếu chẳng may con mình bị xâm hại tình dục thì mình nên làm gì để vượt qua cú sốc này? Cũng từ bạn Yến Hoàng ạ. Quả thật là tôi đã được nghe rất nhiều câu hỏi tương tự, cho nên tôi phải đưa hết vào cuốn sách này. Cho nên có thể nói là chúng tôi gọi nó cuốn này là cẩm nang, là có mọi vấn đề mà cha mẹ đang hỏi hôm nay, cũng như vấn đề cha mẹ chưa hỏi. Có nhiều vấn đề lắm, vì chúng tôi đi nhiều nơi, nhiều vùng miền khác nhau, nhiều đối tượng, từ trẻ em cho đến cha, đến mẹ, ông bà. Thì mỗi người hỏi thì chúng tôi lại tập hợp lại để chúng tôi trả lời trong cái cuốn sách này. Thì trong đó hướng dẫn rất là chi tiết, nếu mà trẻ bị thì dấu hiệu đó là sao, cha mẹ cần làm gì,
cần tố cáo thì quy trình ra sao, rồi hỗ trợ tâm lý cho trẻ như thế nào, rồi bản thân đứa trẻ, chúng này chúng tôi cũng có dành riêng một mục là tự trẻ vượt qua được cái nỗi đau này như thế nào. Người khác giúp rồi nhưng mà bản thân trẻ là rất là quan trọng. Thì rất là mong là chia sẻ chi tiết ở đây thì nó hơi dài, nó mất thời gian trả lời những câu hỏi khác, nhưng mà chỉ nhấn mạnh một vài điểm thôi. Quý vị chịu khó, nếu mà ai quan tâm thì xin đọc. Chỉ nhấn mạnh một vài điểm rất là quan trọng, đó là cái sự gọi là hỗ trợ tâm lý của cha mẹ. Cái việc là cha mẹ động viên khích lệ con, nói cho con biết là con không có lỗi, con là nạn nhân, kẻ đó là kẻ có lỗi. Ba mẹ luôn ở bên con cần gì con hãy cho ba mẹ biết. Và hãy hỗ trợ con mỗi ngày, động viên, an ủi con vượt qua cái nỗi đau này. Và phải rất là kiên nhẫn. Và đặc biệt là cần sự đồng hành của một nhà chuyên môn để mà hỗ trợ. Chứ không thì mình, bản thân mình cũng đang rất là rối loạn trong cái chuyện này, rồi con mình cũng đang bị rối loạn nữa, mà chúng ta không có ai giúp đỡ một cách trực tiếp và hỗ trợ một cách đúng phương pháp á, thì có thể là lại làm cho cái tổn thương của con kéo dài ra. Và đặc biệt là hãy giữ con trước những cái khoảng cách liên quan tới những cái người xung quanh. Đôi khi có những cái vụ việc lớn làm cho báo chí quan tâm, rồi những mọi người xung quanh quan tâm, rồi công an trong quá trình điều tra cũng phải có những cái quá trình hỏi qua hỏi lại đứa bé, thì đôi khi đấy cũng là một cái sự tổn thương. Thì tôi rất là mong là những cái gì mà chúng tôi chia sẻ trong cuốn sách này sẽ có ích cho quý vị. Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Molly. Em xem tin tức thấy nạn nhân bị xâm hại tình dục chủ yếu là bé gái, có khi nào điều này xảy ra với bé trai không vậy cô? Em có con trai 8 tuổi nên là khá là lo lắng. Câu hỏi này thì nếu mà bạn đã tham gia từ đầu chương trình thì bạn đã được giải tỏa rồi. Theo nghiên cứu và chia sẻ của tổ chức UNPA, Quỹ Dân số Thế giới đấy, thì cứ 6 bé trai thì có một bé có khả năng bị xâm hại. Tỷ lệ này cũng là gần bằng bé gái đấy ạ. Bé gái thì cứ 4 bé thì có khả năng một bé bị xâm hại. Nên vì thế mà cha mẹ phải hết sức cẩn trọng. Bé trai cũng có thể bị những hành vi dâm ô. Đã ví dụ như là cái câu chuyện gọi là sờ soạng vùng kín của trẻ chẳng hạn. Đôi khi chúng ta không, rất khó phân biệt được đâu là một cái trò đùa nghịch của cái theo thói quen người Việt Nam mình cưng nựng bé trai, hay là một cái kẻ có ý đồ xấu, bệnh hoạn, nó muốn sờ soạng cái vùng kín của con mình để thỏa mãn thú tính, rồi sau đó sẽ tấn công đứa trẻ. Thì chúng ta không phân biệt được. Đó, cho nên là bé trai là bị rất là nhiều. Rồi cái câu chuyện là bé có thể bị những cái kẻ có những cái nhu cầu gọi là bệnh hoạn liên quan đến tình dục với trẻ em á, thì nó đâu có chừa bất kỳ ai đâu. Nên là cái câu chuyện này rất là mong là quý vị hết sức cẩn thận dạy con trai và dạy con gái về giáo dục giới tính, để mà bé biết tự bảo vệ mình là điều quan trọng nhất. Và ngoài ra chúng ta cũng phải nhớ là hãy dạy trẻ cái rèn luyện sức khỏe này, ăn uống đủ chất này, tập võ này, tập bơi này. Khi một đứa trẻ khỏe mạnh, một đứa trẻ nhanh nhẹn thì nó sẽ không sợ bất kỳ khó khăn nào hết. Và một cái chi tiết nữa là phải dạy cho con bản lĩnh, tự tin. Cái này là tôi cần một chuyên đề riêng cơ, nhưng mà cũng xin nói lồng vào đây luôn là khi một đứa trẻ tự tin mà nó biết đâu là đúng đâu là sai, và nó dám lên tiếng, nó dám phản đối khi người khác làm sai, kể cả đó là một người lớn, kể cả đó là một người mà rất là áp đặt theo kiểu như là thầy giáo, hay là như là cha, hay là như là một ai đó, thì sau này nó mới biết tự bảo vệ bản thân, nó mới không bị những người đó dùng quyền lực, dùng ảnh hưởng để mà uy hiếp nó. Thì những đứa trẻ đó nó cần phải, trong này tôi có trích dẫn một cái bài báo của tôi là cho con quyền tự cãi. Tức là cho đứa trẻ nó ra được nói lên tiếng nói của nó được tranh luận lại với cha mẹ. Khi nó thấy điều gì bất bình, nó có quyền đưa ra quan điểm khác. Nó có quyền nói lên cái tiếng nói riêng của trẻ. Đây là quyền của trẻ, đây là quyền tham gia của trẻ. Và tất cả những quyền này chúng ta đã ký công ước về quyền trẻ em với tất cả các nước khác trên thế giới từ rất lâu rồi. Nước Việt Nam là nước thứ hai ký công ước về quyền trẻ em. Và năm nay mùng 1 tháng 6 năm 2017 thì luật trẻ em đã chính thức có hiệu lực rồi. Thì tất cả những cái quyền đó trẻ biết và trẻ tôn trọng, cũng như trẻ tôn trọng chính mình, cũng như trẻ tôn trọng mọi quyền của các bạn. Và người lớn chúng ta cũng tôn trọng mọi quyền của trẻ em. Thì khi đó trẻ sẽ lớn lên một cách rất là lành mạnh, tự tin, bản lĩnh. Và sau này những cái khó khăn, những cái nguy hiểm, những cái nguy cơ, rủi ro với trẻ nó sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều. Khi mà một đứa trẻ nó đủ bản lĩnh để đối phó, để mà phòng vệ trước những cái nguy cơ đó. Thưa cô, là chị Hoàng Thu Hồng có hỏi là sách này tên gì và mua ở đâu ạ? Hiệu sách bình thường có mua được không ạ? Có vẻ các bà mẹ rất là quan tâm đến cuốn sách ạ. Vâng, cuốn này thì ra đời năm ngoái, năm 2016, và đã tái bản lần thứ 3 rồi, sắp tái bản lần thứ 4. Thì các nhà sách đều có. Cuốn này là kỹ năng phòng vệ dành cho học sinh, với giá tiền là 25.000. Các nhà sách đều có, trên Tiki có. Cuốn này thì mới ra
24 tháng 6 này chúng tôi mới ra mắt và nó mới in cách đây khoảng hơn tuần thì đã có hàng ngàn bản đã được bán và rất nhiều cha mẹ quan tâm. Chúng ta có thể mua ở các nhà sách lớn trên toàn quốc hoặc là trên Tiki. Thì chúng tôi làm cuốn này vì trẻ em cho nên là cố gắng tối đa, cuốn sách rất đẹp, rất nhiều tranh ảnh nhưng mà giá tiền thì rất là phù hợp, thậm chí là rẻ hơn cái mức mà cuốn sách đã đầu tư để cho mọi trẻ em có thể được đọc. Thì rất là mong là các cha mẹ nào quan tâm thì có thể tìm mua. Vâng, cảm ơn cô Thúy với những chia sẻ vừa rồi rất là chi tiết, rất là cụ thể và tâm huyết. Cũng hy vọng rằng là sau chương trình này thì các ba mẹ, các bậc phụ huynh sẽ hiểu hơn về phần, sẽ hiểu hơn là cái tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm, và đặc biệt là có những cái cách dạy cho bé biết tự bảo vệ và tự tôn trọng bản thân, cơ thể của mình từ sớm, hạn chế nhất những cái rủi ro có thể xảy ra. Một lần nữa xin cảm ơn cô Thúy đã dành thời gian cho chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Chương trình được thực hiện bởi nền tảng học trực tuyến kina.vn xin được kết thúc và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Ngoài ra thì ban tổ chức có tiến hành bốc thăm và thông báo giải thưởng ngay tại các comment box tại live stream này. Các quý bậc phụ huynh nhớ chú ý theo dõi và nhận những phần quà hấp dẫn này nhé. Thì phần quà bao gồm đó là học bổng của kina.vn và các khóa nuôi dạy con, và cuốn sách của cô Thúy biên soạn đó là cuốn Cẩm nang phòng tránh xâm hại cho con, rất là dễ thương. Cuốn sách đằng trước là dành cho các bậc phụ huynh, đằng sau là dành cho các em bé. Vâng, một lần nữa Thu Hằng và cô Thúy xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chương trình live stream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại.